Hello, 124, 124. Hello. Chào anh chị ạ. Hôm nay ta sẽ tiếp. Hôm trước ta có cùng nhau làm một cái ví dụ không ạ? Để tạo kết nối cơ sở liệu, truy vấn cơ sở liệu này nọ. Thì hôm nay ta qua một chủ đề tiếp theo á. Nói về cái công cụ tên là Composer. Composer. Để ta phát triển cái dựng một web với PHP. Hiện nay thì thông thường anh chị sẽ thấy là ta sử dụng cái tool là Composer ha. Thì Composer là cái gì? Thì đây là cái chương trình quản lý các cái thư viện á, các thư viện anh chị sử dụng trong dự án. Thì thường thường cái dự án và nó độ nếu mà cái nó độ nó đủ lớn thì thường thường nó cần phải sử dụng thư viện không ạ? Không phải cần sử dụng như thư viện bên thứ ba ta tích hợp vô để có thể là xây dựng lên cái chức năng theo mong muốn ta. Thì cái Composer này giúp ta khai báo những cái thư viện chúng ta muốn sử dụng, nó sẽ quản lý nó bằng cách là nó download, nó khai báo rồi nó sẽ tự động nó tải về này. Nó tổ chức cái tự động nạp lớp tự động cho chúng ta luôn đấy. Sau đó thì chúng ta nó sẽ quản lý những cái phiên bản rồi những cái là thư viện mà những cái thư viện chúng ta có sử dụng, nó phụ thuộc vô nữa, tức là phụ thuộc cũng phụ thuộc đúng không ạ? Rồi thì nó làm như vậy thì nó phải có một cái kho thư viện anh chị, nó giống cái kho thư viện có cái App Store, cái giống như giống giống App Store nhưng mà chỉ là cái kho thư viện dành cho nhà phát triển ta đúng không ạ? Thì cái tên nó là cái Bucket Kit ha. Đấy, cái tên cái nơi nó chứa cái hiện tại. Thì anh chị có thể download cái này bằng cách là chúng ta mở trình duyệt web lên, ta gõ ví dụ như là php composer ha. php composer. Cái file download mà anh chị tải cái file ES về. Đấy, đấy. Anh chị có thể chấn download này. Thì nó có cái file composer.et này để download về ha. Chị download về em chị cài, cài cũng rất là bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Rồi thì chị cài thì nó sẽ có cái câu lệnh composer cho cái terminal của ta, ta hay gõ được. Rồi bây giờ ta xem cái kho thư viện cách là rows bucket nè. Đây là cái bucket list là nơi nó lưu trữ các cái kho thư viện, giống như cái app store nó vậy, dành cho các thư viện cho nhà phát triển thôi. Đúng không? Thì anh chị muốn search cái thư viện gì làm gì vấn đề gì đó thì chúng ta hãy tìm kiếm như đây nè. Đấy. Ví dụ làm gì làm việc cái file Excel sau đó. Chị có thể search những cái thư viện chúng ta làm việc cái file Excel chẳng gì. Đấy. Thì nó sẽ liệt kê những thư viện mà chị có thể sử dụng để làm việc với Excel ha. Đấy. Hay là anh chị làm tìm hiểu cái file làm việc với file PDF chẳng gì, có thể sinh ra những cái báo biểu hay là những cái report, những cái hóa đơn chị muốn tạo ra PDF đúng không ạ? Thì chị có thể search cái thư viện và giúp chúng ta làm việc với file PDF này đúng không ạ? Thì nó sẽ liệt kê ra những thư viện nào mà có cái từ khóa này ha. Đấy. Thì ta hãy xem xét anh ta lựa chọn sử dụng đúng không ạ? Bây giờ anh ta sẽ bắt đầu anh ta vô một ví dụ á, cho nó dễ dễ hình dung. Đầu tiên thì tôi sẽ tạo một cái dự án rộng, một dự án này không có gì cả, hoặc tôi sẽ làm lại từ đầu ha. Tôi sẽ có một cái thư mục dự án tên là lab sẽ 5 tỷ đây. Giả sử chúng ta sẽ có cái My App chẳng gì, My App này, cái dự án tên là My App. Chúng ta sẽ tôi sẽ mở VS Code lên. Cái này anh chị xem ha. Tôi sẽ làm nhanh anh chị xem thôi. Đấy. Lab CT 5 anh chị. Máy app. Đây. Rồi bây giờ tôi sẽ đây là cái nơi sẽ chứa dự án rồi. Tôi sẽ mở cái terminal lên. Tôi sẽ mở cái terminal lên. Ở trong đây tôi sẽ tạo cái thư mục nó chứ, tạo một public là nơi là cái document root của tôi đúng không ạ, là cái thư mục document root của cái dự án của tôi.
Tôi sẽ mở cái terminal lên tại thư mục dự án này, thư mục My App này, dự án của tôi. Sau khi anh chị cài composer thì anh chị sẽ có câu lệnh composer. Composer này, anh chị hãy check cái phiên bản composer đây. Đấy. Thì nó sẽ câu lệnh này. Đây là phiên bản composer 7.7 đúng không ạ? À, thì như vậy thì chúng ta có đã cài đặt xong cái full composer ha. Anh chị cứ cài cái file SE nó về là cần thành công. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cài cái thư viện, giả sử anh chị muốn làm việc với PDF. Thì anh chị hãy xem sách PDF này, thì nó sẽ liệt kê ra một số thư viện ha. Thì trong đây anh chị hãy xem xét coi thư viện nào dễ sử dụng hay là phù hợp với nhu cầu anh chị xem. Thì trong cái thư viện này tôi có làm quen với thằng em PDF đây. Đấy. À, chị click vô thì chị xem cái thông tin của thư viện đó. Đấy, thông tin thư viện đó. Thì cái tên thư viện nè, thường cái một cái bucket trong cái BB á, một cái gói thư viện trong BB nó sẽ có cái tên, nó gồm hai thành phần á. Này là cái tên của cái tổ chức hay của cái nhà phát triển, hay của tổ chức nó phát triển cái thư viện này. Cái này là cái tên của cái thư viện đó. Đấy, thì trong một số trường hợp thì anh chị thấy hai cái này giống hệt nhau luôn. Đấy. Thì ta, tại người ta đặt thôi ha, tại người ta đặt thôi. Đấy, cái tên nó sẽ gồm hai thành phần như vậy. Đây. Cái câu lệnh chúng ta dùng để cho cài, ta thể là download thư viện về, đúng không ạ? Download thư viện về. Đấy. Rồi cái thông tin thư viện đây, như cái mã nguồn thư viện chị xem đây, một số cái thống kê liên quan đến thư viện đó. Rồi quan trọng là chúng ta có thể là xem cái yêu cầu này ha. Những cái để mà anh chị sử dụng cái thư viện này thì nó anh chị yêu cầu cái gì, anh chị yêu cầu cái gì. Đấy. Thì anh chị chú ý á, khi mà anh chị sử dụng thư viện anh chị kiểm tra cái chỗ require nè, xem yêu cầu cái gì. Ví dụ phiên bản BB nè, nó hỗ trợ phiên bản BB số mấy. Đấy. Nó hỗ trợ phiên bản BB mấy. Đấy. Thì anh chị xem cái trong cái môi trường thực thi của anh chị, trường BB chị có thỏa mãn cái yêu cầu này chưa. Mà đầu tiên là phiên bản số mấy, BB số mấy. Thì nên hỗ trợ khá nhiều phiên bản nè. 8.0, 8.1, 8.2, 9.3 thì hỗ trợ hết. Còn 7.0 luôn cũng được. Đấy, 7.0, 5.6 thì hỗ trợ hết ha. Đấy, đây là phiên bản của BB. Đấy. Rồi, tiếp theo. Anh chị xem nó có mấy cái extension nó cần phải enable, cần phải bật những cái extension nào trong cái môi trường BB của anh chị. Thì trong này, cái thư viện này nè, thì mình thấy là nó liệt kê hai cái extension, là extension JD và extension là MB String. Hai cái extension nè, JD và MB String. Đấy. Thì anh chị phải kiểm tra xem trong cái môi trường BB của anh chị đó, trong cái cài đặt BB trong cái máy cục bộ anh chị có enable, có kích hoạt hai cái extension này hay chưa ha. Đấy. Nếu chị cài SAM thì anh chị có thể kiểm tra bằng cách là anh ta vô cái thư mục chứa BB, là C SAM này chẳng gì. Cái vị trí nào đó anh chị cài chữ SAM đó. Anh chị vô BB. Anh chị vô cái file là BB init ha. Đây, BB init đây. Đấy. Hoặc là anh chị mở cái SAM control panel lên trong cái chỗ config đây, config thì nó cũng có cái file bb.init nè, anh chị có thể mở trực tiếp từ chỗ này cũng được, đúng không? Hoặc là đi chị đi vào trong thư mục bb thì nó sẽ có cái file bb.init này, mở lên chị sửa, đúng không? Kiểm tra. Ví dụ như là tôi sẽ mở kiểm tra đây, bb. Thì kiểm tra anh chị có thể là search cái từ khóa extension đó. Đấy, để cho nó đi, nó nhiều thông tin nó sẽ đi xuống tới cái vị trí đầu đây, giữa đây nè. Đấy, đó nó bị extension đây. Đó. Thì anh chị sẽ kiểm tra xem có extension JD không. Đây, JD đã được enable rồi ha. Cái nào chưa enable là dấu chấm phẩy là giống cái comment nha. Anh chị thấy, anh chị search trong cái phần extension này. Thấy đây, cái chỗ này có enable rồi. Đấy, không ạ? Enable rồi. Tương tự có MB string có chưa? Có rồi luôn. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đấy, anh chị thấy không ạ? Có MB string rồi luôn. Đấy, như vậy thì trong cái môi trường BB của tôi đã enable hai cái extension được yêu cầu ha, bởi thư viện tôi muốn sử dụng. Đó ạ. Như vậy là ok. Đó ạ. Chúng ta hãy kiểm tra thử ha. Còn cái nào anh chị thấy chưa cái enable thì chúng ta
enable nó lên đấy, enable lên đúng không đấy. Thì này tùy riêng vào môi trường á đấy. Bây giờ enable xong rồi như vậy tôi thấy sử dụng được ha đấy. Ok, thường thì ta chú ý mấy cái đó thôi, phiên bản PHP và một số cái extension mà anh chị cần phải enable lên để nó chạy được đấy. Rồi tiếp theo anh chị có thể là xem cái hướng dẫn sử dụng ở đây, cái hướng dẫn sử dụng cái document của đó. Đây, cái anh chị dùng thư viện thì ta phải xem cái document đó ha. Được rồi. Ok, bây giờ anh chị xem rồi anh chị quyết định là đây là thư viện tôi mong muốn là muốn tôi muốn thử gì đó. Đấy, thì chúng ta sẽ download về ha. Ta sẽ dùng câu là đây, composer require mpdf này là copy thư viện nè, tên này, copy. Ta mở terminal tại thư mục dự án, tại dự án này, tôi enter. Thì nó sẽ download những thư viện về, download những thư viện về cho chúng ta. Thư viện MDF nó sử dụng những thư viện nào khác thì nó cũng sẽ download luôn những thư viện cần thiết để cho cái thư viện chúng ta hoạt động đúng. Đúng không ạ? Thì nó download chúng ta. Rồi, xong, nó download thành công rồi đó, xong rồi đó. Thì anh chị mở lên dự án thì lúc này nó sẽ sinh ra một số cái file và thư mục. Rồi. Anh chị quay lại đây. Đúng không ạ? Anh chị thấy không ạ? Đây. Thì nãy chúng ta chỉ có public thôi không ạ? Chị nãy chỉ có cái file public thôi. Nhưng mà khi tôi chạy composer require mpdf thì nó sẽ sinh ra cái file thư mục vendor. Thư mục vendor. Cái file composer.json và composer.json.log, composer.log chứ, là .log đó. Đấy. Đầu tiên là thư mục vendor. Thì thư mục vendor này là cái thư mục read only chúng ta chỉ đọc thôi, chỉ xem thôi, chúng ta không có hiệu chỉnh thư mục này. Đây, trên này. Đây là nơi nó sẽ download về, nó sẽ đứa chứa trong cái thư mục này ha. Nó download về thì nó phải chứa trong đây nè. Đấy. Thì bên composer nó quản lý các cái thư viện theo kiểu là từng dự án á, cho từng dự án riêng biệt ha. Nó sẽ không có download về, nó không phải kiểu là quản lý kiểu download cho toàn hay cho toàn bộ dự án trong hệ thống, nó chỉ là download cho từng cái thư mục dự án thôi. Đúng không? Cho từng dự án ha. Cho từng dự án cấu hình nó quản lý thư dependency cho từng dự án. Đấy. Thì ở đây là nơi nó sẽ download nó tải về ha. Nó tải về đặt trên này, được không? Đấy. Rồi tiếp theo có file composer.json, đây là file cấu hình dự án, đây cái file quản lý dự án đó. Cái file này nó sẽ chứa những rất nhiều thông tin, có thể chứa rất nhiều thông tin đó. Bạn thể anh chị có thể hình dung đây là cái file nó sẽ chứa miêu tả thông tin dự án ví dụ như tên dự án, tên tác giả, cái license của code đúng không ạ, là bản quyền này nó có hay không đấy, hoặc là những cái miêu tả nào đó cần thiết. Nói chung là chứa nó chứa hãy chứa rất nhiều thông tin, nhưng mà những thông tin đó thì là optional thôi. Cái quan trọng nó chứa đó là chính là cái require này nè, cái require này. Thì cái require này, cái này anh chị nhớ, nếu anh chị chưa nhận ra thì cái này là cái định dạng thuộc định dạng là JSON ha. Cái file này nằm ở định dạng thuộc định dạng JSON. Cái chúng ta có cái require này nè, đây là liệt kê, nó sẽ liệt kê danh sách các cái thư viện cùng với phiên bản. Chị nó lấy về đây, thường mặc định nó lấy về phiên bản mới nhất ha. Thì nó sẽ lấy đây là liệt kê những thư viện trong hệ thống, anh chị sử dụng nhiều thư viện thì anh chị thấy nó sẽ liệt kê nhiều nhiều lên đúng không ạ? Đây là cái file cái cấu hình quan trọng nhất của cái composer.json đó, nó liệt kê những cái dependency, tức là những cái thư viện ta sử dụng. Đấy ạ. Rồi. Chúng ta sẽ có cái file composer.log nữa. Anh chị mở file này lên thì anh chị thấy đầu tiên chị nhận thấy đây là cái file theo định dạng JSON, cũng theo định dạng JSON này. Nhưng mà thấy nó khá rất nhiều thông tin so với thằng composer.json hồi nãy không ạ. File này nó chứa sẽ chứa rất nhiều thông tin. Thì file này là file gì? Thì anh chị hình dung đây là cái file chi tiết quá của cái file composer.json đó. Thì trong composer.json ta chỉ khai báo ở chúng ta muốn sử dụng thư viện mpdf thôi, phiên bản là 8.2 chẳng gì. Đấy. Còn cái thằng composer.log thì nó sẽ là chi tiết cụ thể từng những gói thư viện nó tải về, nó đặt trong thư mục vendor có những thư viện gì đó thì nó phải chi tiết là nó tải về ở đâu đúng không ạ? Cái tên thư viện nó tải về là gì rồi, cái đường link này đó, nói chung là rất là tập thông tin chi tiết hơn, chi tiết hơn rất nhiều so với cái hành công chấm JSON đúng không ạ? Rồi, ok, nó sẽ chứa không chỉ thằng MPDF thôi mà nó chứa tất cả những cái thư viện nào mà nó tải về hiện thời, nó có tải về đấy, nó có tải về. Thì nó sẽ liệt kê cho này hết.
Rồi. Tuy nhiên thì anh chị thấy nhiều, anh chị cứ đừng có lo lắng, thì đây là cái file giống như cái thư mục vendor, nó là tự động sinh, nó tự động nó sinh ra, nó tự động cập nhật và chúng ta không có đụng đến nó. Đấy. Trong cái này chúng ta chỉ có thể cấu hình, chúng ta có thể là làm việc thường xuyên, có thể là hiệu chỉnh một cách trực tiếp, đó là cái file của bộ chấm dây xanh này. Cái file này rất đơn giản thôi, rất là ngắn gọn thôi, thì chúng ta có thể hiệu chỉnh trực tiếp cái file này. Đấy. Còn cái thư mục vendor và cùng chấm lốc thì ta hiểu nó là cái gì thôi, nhưng mà thực ra chúng ta không có đụng đến nó là read only á. Thằng composer nó chỉ trách nhiệm quản lý cái nội dung bên trong, chúng ta không cần quan tâm cho bạn, ta hiểu nó là gì thôi. Đấy. Rồi. Đấy. Thì chúng ta như vậy thì sao, cái này ta download về rồi đúng không ạ, download cái dự án về rồi. Đấy. Ta đó tức là download thư viện về, chứ không phải download dự án, download thư viện về. Rồi. Rồi ở đây cũng có một số cái ghi chú nhỏ nè. Nếu mà anh chị dùng Git để quản lý dự án, gọi như là đẩy lên GitHub chẳng vậy, thì cái thư mục vendor này là chúng ta không có upload lên GitHub á, ta không đưa vào Git luôn, không đưa vào Git luôn. Đấy. Tại vì thư mục này nó chứa rất là nặng, thường nó sẽ chứa rất nhiều thư viện, mà thư mục này là chứa thư viện nhưng mà nó chỉ là read-only thôi, chúng ta không nên đẩy lên GitHub á. Tại vì sao? Tại vì thật ra nếu mà anh chị có cái cột .json, có cái file này thôi, có file này thôi nè, là chúng ta hãy tái tạo lại cái file, cái vendor ha. Chúng ta chỉ cần cái composer.json thôi. Chúng ta cần cái composer.json thôi là chúng ta có thể tái tạo lại cả composer.log và vendor được không ạ. Do đó thì cái file nhất là tôi chỉ file quan trọng là file composer.json này thôi. Hoặc có thể là mình có thể commit cái file composer.log được, cái file này cũng nhẹ thôi. Cái này nó chi tiết hơn. Đấy. Cũng được, nhưng mà cái vendor thì nó không cần á, vendor là tuyệt đối không cần thiết. Đấy. Chúng ta chỉ có cộng JSON hoặc cộng JSON chấm 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 log là chúng ta hãy tái tạo lại được cái vendor rồi, đúng không ạ? Đấy. Do đó thì chị, nếu mà chị quản lý dự án bằng Git á, thì chúng ta sẽ ignore cái vendor này ha. Đấy. Thì thông thường trong Git thì chúng ta cần phải tạo cái file tên là git ignore chấm git ignore. Đấy, ignore. Đấy, sau đó thì chúng ta liệt kê cái tên những cái file nào mà anh chị muốn ignore, anh chỉ là anh chị không muốn quản lý nó, thì chúng ta hãy để là vendor vô, vendor vô. Đấy. Thì như vậy thì khi anh chị quản lý bằng Git thì nó sẽ xem như cái thư mục vendor không tồn tại. Đấy, vậy đó. Thì đây chú ý thì anh chị, tại vì anh chị mới học và mới tìm hiểu những cái công cụ quản lý gói này, anh chị thường thường và kết hợp với Git thì anh chị thường thường anh chị đẩy luôn nguyên cái hàng vendor này lên GitHub luôn. Thì nó không không đúng á, không 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 cần thiết, không cần thiết, nó rất là nặng nữa. Đấy, tùy vào dự án có thể lên đến hàng ghi là cái bộ vendor này nè. Đấy. Do đó thì nó thật sự không cần thiết. Không cần thiết. Đấy. Mình chú ý ha, giờ thì chị sẽ thêm cái git ignore này vô thì nó sẽ bỏ qua cái bộ vendor này chúng ta. Đấy. Đấy không ạ. Đây, đó là một ghi chú nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta đã như vậy thì chúng ta đã download thư viện MBDF rồi, bây giờ ta sử dụng như nào? Đấy, sử dụng như nào đúng không ạ, để download về tập những cái file của MBDF đây. Đấy, những file MBDF đây, chúng ta sử dụng như nào. Giả sử chúng ta sẽ có tạo thư mục tên là cái zip tên là JNPDF hoặc kiểu PHP. Đấy, viết PHP vô. Đấy. Bây giờ làm sử dụng như nào, sử dụng như nào thì này, nó download những cái file của nó về rồi thì sử dụng như nào, thì đó những cái lớp này nè, anh chị thấy nó download về những cái sụt này, cũng có rất nhiều code, cũng khá nhiều code đúng không ạ. Rồi. Và bây giờ muốn sử dụng như nào thì cái thằng composer đó, nó download về, đồng thời nó đã setup cho sẵn cái cơ chế tự động nạp lốp theo cái chuẩn là BSTA4 cho chúng ta rồi. Đấy. Do đó thì chúng ta sẽ cần là chỉ cần là load cái quy tắc tự động nạp lốp của nó thôi, là chúng ta thể là thoải mái tự do sử dụng những cái thư viện nó tải về chúng ta. Được không? Thì anh chị thấy để ý là trong vendor này có cái file autoload này, anh chị sổ xuống vendor thì nó sẽ có cái file là autoload được sinh ra sẵn cho chúng ta. Thì ta xem nội dung cái file này, chúng ta không có hiệu chỉnh, cái file này nó sẽ tự động nó quản lý cho chúng ta. Đấy. Chúng ta không có hiệu chỉnh này, là bạn thấy là anh chị thấy là nó auto generated by composer đúng không ạ, nó generated bởi sinh ra bởi composer. Đấy. Chúng ta cũng không cần phải hiểu quan tâm nó làm gì, nó chỉ setup cái cơ chế tự động nạp lớp ha, đúng không ạ. Rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là muốn sử dụng những thư viện nó tải về thì chúng ta phải load cái file autoload nó vào ha. Trước khi ta muốn sử dụng thì chúng ta phải load cái autoload nó vô. Đấy. Ta chỉ cần gì thôi ha. Vậy ta sẽ require one đúng không ạ, dir. Đấy, chúng ta sẽ có là bắt đầu với dir, chúng ta sẽ đi ra ngoài một cấp đúng không ạ, đi ra ngoài một cấp, đi vào vendor, sau đó thì autoload đúng không ạ.
Ở đây chúng ta sẽ load cái cơ chế tự động load à. Như vậy thì sau đó dưới này thì chúng ta có thể tự do sử dụng những cái lớp mà nó tải về chúng ta, khỏi cần phải load thủ công những cái lớp đó, đúng không ạ? Nó đã tự động nạp lớp chúng ta rồi. Đấy, đúng không ạ? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta có thể là phải xem cái document đó, đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? Rồi, thì cái này cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta có thể tạo một cái MPDF cái gì, có biến là MPDF này để bằng new MPDF đây. Đấy, cái tên lớp cái này, cái nên tay cái đó. Và chúng ta có thể là yêu cầu là nó write một cái chuỗi hello world H1 này. Thì thằng MPDF này nó sẽ, anh chị có thể viết HTML á, để nó sẽ convert cái mã, cái những cái tag HTML thành một cái thẻ, những thành một cái file PDF, đúng không ạ? Anh chị có, nói chung là anh chị hãy định dạng file PDF bằng cách là viết HTML, đúng không ạ? Viết thẻ HTML để định dạng cái kết quả của file PDF ta, đúng không ạ? Ở này tôi muốn gây một cái trang một tạo một cái file PDF với cái tựa đề là Hello World, là tôi để trong H1 để chỉnh cái phông nó to tơ xíu, đúng không ạ? Rồi sau đó thì tôi gọi cái hàm là output. Thì này ta xem đốc của mình đó. Đấy. Output. Đấy. Thì này ta ví dụ cách sử dụng thôi anh chị, chứ không phải là bắt chị học MPDF á, anh chị có thể sử dụng bất kỳ thư viện nào. Tôi chỉ ví dụ là cách ta sử dụng thư viện với thằng composer vậy thôi, đúng không ạ? Rồi, ta theo lại. Rồi, theo lại. Rồi, chúng ta chạy thử ha. Chúng ta hãy là bật cái server lên, đúng không ạ? Bằng cách là chúng ta dùng cái server đây, localhost trừ t public, đúng không ạ? Đây. Này tắt server này đi. Đây. Rồi chúng ta có thể là kiểm tra bằng cách là vô là localhost, đúng không ạ? 8080 lấy cái file là thực thi cái zip là genpdf.php. Thì anh chị thấy là nó sinh ra một cái trang PDF với cái title là Hello World, đúng không ạ? Hello World ông ta. Đấy. H1 mình nhận các bạn. Các bạn chỉ có thể thiết kế cái nội dung cái trang PDF của chúng ta ha. Vậy thì với cái việc là chúng ta hãy download thư viện MPDF này, chúng ta hãy làm việc có thể tạo được cái file PDF dùng PHP, đúng không ạ? Ok. Rồi. Một ví dụ tiếp. Bây giờ anh chị muốn là giả sử anh chị có cái trang log cái có cái form, không anh chị muốn là người ta nhập liệu cái form thì đăng nhập đi hạn gì, cái form đăng nhập hay gì, anh chị muốn nhập liệu cái form đăng nhập thì chúng ta sẽ muốn bảo vệ cái form đăng nhập xíu thì chúng ta có thể dùng cái captcha, đúng không ạ? Đừng cho bị spam này nọ, ta chống cái spam này nọ thì có thể cho là trước khi submit cái form đăng nhập thì chúng ta có phải nhập cái chuỗi, đúng cái chuỗi captcha, đúng không ạ? Thì cái form mà về server nó mới xử lý, đúng không ạ? Thì cái này anh chị có thể vô cái trang quản lý của đàm thơ, không ạ? Hệ thống quản lý của đàm thơ, tôi nghĩ anh chị có vô, không ạ? Đấy. Thì anh chị trước khi đăng nhập thì đàm thơ, cái trang đăng nhập đàm thơ thì username password thì có anh chị yêu cầu nhập cái captcha đấy, đúng không ạ? Nhập cái captcha đấy. Đấy. Thì cũng tương tự như vậy thôi. Như vậy thì anh chị giả sử anh chị muốn thiết kế cái chức năng tương tự, tức là cái form đăng nhập đó phải có cái chuỗi captcha bảo vệ chống spam này đó, đúng không ạ? Thì anh chị muốn làm như vậy thì anh chị có thể kiểm tra xem trong cái thư viện của PHP nó cho có thư viện captcha nào hay không. Thì anh chị hãy search captcha. Đấy, anh chị search captcha. Anh chị captcha thì nó liệt kê cũng khá nhiều thư viện anh chị có thể làm việc với captcha như này. Đấy. Có thể là dùng cái thư viện của Google reCAPTCHA đây. Đấy thì của Google, đúng không ạ? Tuy nhiên thư viện này nó cần phải anh chị phải liên kết với tài khoản Google này, nó nói chung thì nó setup hơi phức tạp chứ nó hơi gườm gà, do đó thì tôi sẽ không dùng thư viện này mà tôi sẽ sử dụng cái thư viện là Record CAPTCHA, nó khá độc lập. Đấy, nó khá độc lập, do đó thì nó dễ sử dụng hơn. Đấy, tôi sẽ link vào đây. Click vô. Thì anh chị hãy xem cái document của đây thì nó sẽ sinh ra những chuỗi captcha như này nè. Đấy. Thì anh chị cũng kiểm tra xem, ví dụ đây là tên direct của captcha, đúng không ạ? Chị kiểm tra xem cái requirement của nó là gì, đúng không ạ? Thì đây nó sẽ là yêu cầu là phiên bản PHP là lớn hơn 5.3, đúng không ạ? Phiên bản của tôi là 8.3.4, cho đó thì ok, đúng không ạ? Rồi, coi tôi có theo là nó cần phải có yêu cầu hai cái extension là JD và MP string. JD và MPString cũng giống hệt nãy thôi, đúng không ạ? Thì nãy chúng ta kiểm tra rồi, đúng không ạ? Như vậy thì hai cái extension này là ok. Đấy. Ok. Như vậy thì cái môi trường của tôi thỏa mãn cái điều kiện của thư viện này. Như vậy chúng ta hãy sử dụng, đúng không ạ?
Còn nếu mà anh chị nó yêu cầu nào đó anh chị chưa có thì anh chị enable nó lên, đúng không ạ? Có ai như vậy thành công. Do đó thì anh chị có thể kiểm tra cái đọc cái tài liệu xem chức năng nữa, đúng không ạ? Anh chị giờ anh chị là xác nhận là anh chị thấy là cái chúng tôi có thể làm việc với cái thư viện này, do đó thì tôi tải về ha. Thì chúng ta có thể là copy cái đoạn code composer require này, đúng không ạ? Là chuột phải vô cái ta chuột copy nó, đúng không ạ? Copy. Rồi sau đó thì chúng ta có thể install vào trong cái thư viện ta. Đấy. Vào thư mục dự án tôi nói thư mục dự án ta sẽ dán cái câu lệnh này, tôi copy lại đây, copy rồi dán vô đây, enter cái thì nó sẽ download về chúng ta ha. Download về chúng ta rồi anh chị có thể mở dự án lên, chị thấy kiểm tra đó là mở trong cái chỗ là composer.json, thì anh chị thấy lúc này nó sẽ có thêm cái thằng record captcha nữa, không ạ? Thì nó sẽ tự động nó sẽ cập nhật cái record captcha cho chúng ta ha, vào trong cái thư cái composer.json chúng ta. Mỗi lần chị rõ composer require cái tên thư viện thì mặt một mặt nó download về chúng ta, đồng thời thì nó cũng sẽ thêm vào một cái trường bên trong cái require này, cái key require này, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì chúng ta có thể là sẵn sàng sử dụng cái thư viện đó hả? Đúng không ạ? Và như vậy thì để sử dụng thư viện thì chúng ta sẽ có cái trang, giả sử ta định nghĩa cái trang login chấm php, trang login chấm php, login chấm php ha. Rồi chúng ta sẽ có cái form đăng nhập, như vậy thì chúng ta sẽ có là sử dụng là h2 dùng như đăng nhập chẳng gì. Rồi chúng ta sẽ có cái form, form này là form bot đúng không ạ? Form bot về là bot về chính cái clip này luôn. Đấy. Rồi thì chúng ta sẽ có cái form bot này. Và chúng ta sẽ có là username password, ok nó làm chúng ta luôn, thì tôi như này gợi ý chúng ta thì để ghi vô thôi. Rồi nó có là username password này, bút tên submit thì tôi thấy là để là username, rồi sau đó thì cho nó rect password ta rect nó. Được không? Rồi, bây giờ tôi chạy lại server tôi kiểm tra xem nó ra như cái gì rồi, đúng không ạ? Rồi, ra localhost 8080 không ạ? Login.php. Thì nó có cái form đăng nhập cho ta, được không ạ? Đây, nó có form đăng nhập cho ta. Đấy. Rồi. Có cái form đăng nhập này. Bây giờ chúng ta sẽ cho nhập username password ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho hiển thị ngoài cái username password, chúng ta cho hiển thị cái captcha nữa, ngoài cái ảnh captcha để cho người ta có thể là nhập đúng cái mã captcha thì người ta mới xử lý cái form, mà submit cái form thì nó mới xử lý cái form. Còn nếu không thì không thể không submit xong không xử lý cái form, đúng không ạ? Phải nhập đúng cái chuỗi captcha. Như vậy thì chúng ta sẽ cần cái thư viện captcha này ha. Đấy. Vậy ta sẽ cần phải viết code PHP. Đấy, code PHP này. Đúng không? Rồi, thì đầu tiên thì ta muốn làm sử dụng thư viện thì chúng ta cũng tương tự như cái thằng JBS này, chúng ta cần phải load cái autoload. Cái bước đầu tiên là như vậy, luôn luôn như vậy. Chúng ta cần phải load cái autoload này để setup cái autoload này để nó tự động nạp lớp ha, tự động nạp lớp. Đúng không? Rồi. Rồi đối với thư viện thằng record captcha này thì chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ cái tên nó dài dòng cho đó thì tôi sẽ dùng cái thư viện use record captcha đây, nó captcha builder này. Đây. Là tôi sẽ dùng cái lớp là captcha builder để tạo ra cái ảnh captcha. Đúng không ạ? Đây tôi sẽ có cái builder sẽ bằng là new captcha builder, đúng không ạ? Tôi sẽ random ra phải gọi cái hàm build để random ra một cái captcha, một chuỗi captcha, đúng không? Sau đó thì tôi sẽ xuất kết quả ra, xuất cái kết quả ra. Giờ sẽ chỗ này, thì tôi xuất ra cái ảnh, nó sẽ build ra một cái ảnh trong đó nó có nhúng vào trong cái chuỗi, đúng không? Chuỗi để chúng ta hãy gõ, gõ nhập cái chuỗi đó, nhận dạng và nhập cái chuỗi đó. Rồi, như vậy thì tôi in ra như vậy chỗ này chúng ta sẽ có cái captcha là cái thẻ email, đúng không ạ? Như vậy clip này trong đây chúng ta sẽ có cái thẻ email. Đấy, email.
để chúng ta output cái chuỗi captcha cái ảnh khi may ra đúng không ạ? Thì anh này tự gọi là captcha đúng không ạ? Rồi cái suột này chúng ta sẽ tôi đã build ra rồi đúng không ạ? Builder đây thì tôi sẽ cần phải có đoạn code BB để ta output ra đúng không ạ? Đấy. Thì tôi sẽ echo ra cái builder cái gọi cái hàm là inline. Đấy, builder inline. Builder inline ha. Rồi. Đấy. Đấy. Đấy, biết là đấy. Thì nó sẽ cho cái ảnh cấp cha. Rồi chúng ta sẽ refresh lại. Thì chúng ta thấy mỗi lần ta yêu cầu cái mới thì nó cho ta một cái ảnh cấp cha. Đúng không ạ? Rất dễ sử dụng không ạ? Và bây giờ ta sẽ hiển thị thêm một cái input nữa dưới đây để cho ta submit cái captcha đúng không ạ? Cho submit cái captcha ngoài username password thì ta phải nhập thêm cái chập captcha nữa đúng không ạ? Thì như vậy thì chúng ta dưới này chúng ta sẽ nhập có cái input nữa để chúng ta nhập cái captcha đúng không ạ? Rồi tiếp cho cái input là tag á, kiểu tag và cái name phải có cái name để submit về server cái name tên là captcha hay gì đấy captcha tự nhập cái chuỗi captcha ha đấy rồi bây giờ sao giờ chúng ta sẽ nhập username ví dụ như là bảo bùi chẳng gì nhập mật khẩu bla 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 gì đó và cuối cùng ta mong đợi là ta nhập cái chuỗi captcha không ạ 8DZ. Rồi, khi ta nhấn submit về thì đầu tiên bên server chúng ta sẽ lấy cái input captcha ta so sánh xem cái captcha ta show cho người dùng nè, cái kết quả của captcha show ta hiển thị cho người dùng nè. Đã gửi cho người dùng nè. Với cái chuỗi mà người dùng nhập vô đó có khớp hay không? Nếu khớp thì chúng ta mới xử lý cái form đăng nhập. Tức là ta kiểm tra username password thì có đúng hay không? Còn nếu không khớp thì ta sẽ không cần kiểm tra mà ta sẽ báo lỗi liền là captcha không đúng, đúng không ạ? Không đúng, ta không khỏi mất công phải xử lý form. Đúng không ạ? Cái này nó tránh spam này, nó tránh spam này, tránh 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 bot này đó. Này. Đây, như vậy thì submit như vậy thì chúng ta phải xử lý server như nào? Khi ta submit cái này nè thì nó submit về chính cái login.php bot về không ạ? Ta chỉnh cái form là bot như vậy thì nó sẽ bot dữ liệu về cho server. Đấy. Và chúng ta cũng không có chỉ định action cho đó thì nó sẽ bot về chính cái rip này luôn. Cái rip là hello cái rip là login.php. Thì như vậy thì khi ta bot về thì chúng ta phải lấy kết quả. Chúng ta phải có cái nọ đó để chúng ta giữ lại kết quả của cái ảnh mà ta show cho người dùng á, đúng không ạ? Ta phải giữ lại kết quả của cái ảnh ta show cho người dùng đặng để cho người ta submit về về á thì mình còn biết đường mình so sánh coi kết quả nó đúng hay sai. Đúng không ạ? Chị hiểu không ạ? Tức là ta phải có cái cách nào đó để ta lưu giữ lại kết quả ta show cho người dùng cái ảnh đó rồi, đúng không ạ? Đây nó sinh ra cái ảnh nè. Đấy thì ta phải giữ giữ lại kết quả, giữ lại kết quả. Sau đó cho show cho người dùng cái ảnh và hiển thị cho người dùng cái ảnh. Và khi người dùng submit về thì chúng ta phải kiểm tra cái kết quả đó với cái kết quả của cái ảnh show ra với cái đoạn test mà người dùng nhập vô. Thì nếu nó khớp thì chúng ta mới xử lý cái form, đúng không ạ? Thì vậy làm thế nào ta giữ lại kết quả? Tại vì anh chị show cái ảnh cho người dùng, anh chị người dùng yêu cầu cái trang login, anh chị show cái form login cùng với cái ảnh captcha có cái nhúng cái chuỗi này, đúng không ạ? Là cái, khi mà cái show cái cầu kết thúc thì nó là kết thúc một yêu cầu, đúng không ạ? Khi một cái trang login này nó hoàn thành nè, nó hiển thị cho người dùng là kết thúc yêu cầu rồi, đúng không ạ? Thì làm thế nào server lưu kết quả? Làm sao được quả đấy. Rồi khi anh chị submit về chị nhấn dưới đây password anh chị nhập vào chấp tra submit về thì đó là mà tính một yêu cầu khác ha, nó là tính một yêu cầu khác đúng không ạ? Chúng ta cái yêu cầu là hiển thị cái form và sau đó cái form submit về là hai yêu cầu độc lập nhau hai yêu cầu độc lập nhau như vậy làm thế nào anh chị hay giữ trạng thái giữa hai yêu cầu độc lập nhau anh chị có nhớ không ạ? Làm thế nào mà anh chị hay giữ lại cái trạng thái đây là cái biến kết quả ha đúng không ạ? Cái giá trị kết quả của cái chuỗi captcha
Đâu ạ? À, chúng ta có hai yêu cầu độc lập nhau ha. Yêu cầu là sau kết quả sau cái form này à, nó hiển thị cái chủ captcha là có cái kết quả nè, đúng không ạ? Và cái yêu cầu thứ hai là anh chị khi người ta nhập submit về à, nhập thông tin thì submit về, chúng ta có hai yêu cầu khác nhau à, và đòi hỏi là chúng ta phải giữ lại cái kết quả à, của cái chủ captcha. Đấy. À, cái kết quả đúng của chủ captcha đó rằng chúng ta mới so sánh được, không ạ? Thì cái cách ta làm là gì anh chị có nhớ không ạ? Cái giải pháp nào, cái công nghệ nào, cái giải pháp nào giúp ta giữ cái trạng thái qua hai yêu cầu độc lập nhau, anh chị có nói rồi anh chị còn nhớ không ạ? Trong lập trình web thì chúng ta sẽ dùng cái cơ chế gì để chúng ta có thể là lưu giữ trạng thái giữa hai yêu cầu độc lập nhau. Anh chị có câu trả lời không ạ? Rồi, có anh trả lời là cookie. Này, tại sao anh chị dùng cookie? Là tại sao anh chị dùng cookie trong trường hợp này? Anh chị trả lời, anh chị trả lời cookie. À, anh chị gửi cookie có nghĩa là anh chị gửi câu trả lời ra cho người dùng á, đúng không ạ? Anh chị mà lưu cái kết quả trong cookie có nghĩa là anh chị gửi cái câu trả lời cho người dùng luôn rồi. Đúng không ạ? Này. Ở đây anh chị muốn lưu cái trạng thái ở phía server anh chị. À, cái câu trả lời chúng ta phải bảo mật ở server cho chị gửi cookie có nghĩa là nếu mà chị mà lưu trạng thái câu trả lời bên trong cookie thì anh chị phải gửi cho người dùng không ạ? Tại vì cookie mặc định là anh chị phải là yêu cầu trình duyệt nó luôn không ạ? Anh chị gửi cho chị trình duyệt. Đấy, như vậy thì nó không có hay cho lắm không ạ? Đấy. Thì cái này ta phải cái bảo mật câu trả lời phải lưu trong ở server không ạ? Thì cái giải pháp lưu trạng thái server là dùng session không ạ? Đấy, session. Đấy. Thì trong session nó sử dụng cookie nhưng mà nó sử dụng để làm cái ID thôi, cái session ID thôi chứ không phải là nó dùng cái cookie để lưu cái câu trả lời, đúng không ạ? Đấy. Do đó thì chỗ này ta phải là lưu trạng thái ở phía server chị, tức là dùng session ha. À, chúng ta không có dùng cookie để lưu câu trả lời ha. À, mà chúng ta sẽ lưu câu trả lời trong cái session. À, như vậy chỗ này tôi sẽ start cái session. Đúng không ạ? Start cái session. Hai. À, trước khi ta show ra thì tôi sẽ giữ cái session cái câu trả lời lại. À, trước khi tôi show ra thì tôi sẽ giữ này, get face. À, get face là lấy cái câu trả lời ha. Lấy cái chuỗi test ứng với cái ảnh nó sẽ tạo ra. Đấy. À, thì tôi sẽ lưu lại trong câu trả lời. À, lưu trong session. Đấy. Rồi khi mà cái form nó submit về à, thì khi nó post về, như vậy thì kiểm tra khi mà server nó post về. À, request method. Đấy, thật bằng là bot thì chúng ta sẽ kiểm tra lấy cái session này là có, nếu có cái trong session này nè có tồn tại thì chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có khớp với cái chuỗi captcha của người dùng nhập về hay không, đúng không ạ? Như vậy thì ta sẽ kiểm tra trong trường hợp bot thì nếu trong cái biến session nó có tồn tại cái câu ca trả lời, như vậy reset cái session này. Đấy, session phrase. Đấy. À. Nó có câu trả lời trong cái lưu trong được quy lưu trong session. Đấy. Và đấy. Cái câu trả lời nó khớp với cái chuỗi captcha của người dùng nhập vô, à, tức là nó post về thì chúng ta sẽ lưu trong cái mạng post, mà cái giá trị nhập về cho nó một post. Đấy. Vậy thì ta hãy viết cho dễ nhìn ha. Chúng ta sẽ cho là iset. Đấy. Iset. À, và chúng ta sẽ có kiểm tra là anh chị hãy so sánh bằng cũng được, anh chị hãy so sánh bằng cũng được, nhưng mà trong trường hợp này nó có
cái thư viện này nó có cái hàm để ta so sánh luôn ha, gọi là cái phrase builder, view require phrase builder. Thì trong cái hàm, trong cái lớp này nó có cái phrase builder compare compare phrase, thì nó sẽ an toàn hơn á. Thì chúng ta sẽ compare cái session, cái giá trị trong session nè với giá trị nó nhập về trong cái bot này, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy. Okay. Nếu nó trả về true có nghĩa là khớp, còn nếu không thì nó sẽ không khớp. Đó. Nếu nó trả về khớp thì chúng ta sẽ gọi là xử lý yêu cầu, đúng không ạ? Thì lúc này ta mới kiểm tra cơ sở liệu, check cơ sở liệu, check username password đấy, với cơ sở liệu, đúng không ạ? Trong hợp này ta sẽ không ví dụ thôi, do đó thì tạm thời chấp nhận luôn ha. Thì có thể là xin ra cái thông báo là đăng nhập thành công theo vậy. À, giả sử là chúng ta chấp nhận luôn, xin chào, đăng nhập thành công rồi, thì chúng ta sẽ xin chào cái username để submit về. Username, đúng không? Đấy. Rồi, còn trong trường hợp còn trong trường hợp là không thành công, tức là nó trả về kết quả sai, thì báo lỗi là captcha không đúng, mà captcha không đúng, đúng không? Đây echo ra thôi, không phải shift, đây echo ra chỗ này thôi. Nên cái lỗi là captcha không đúng. Dụ như cho nó cái H4 đi chẳng gì, captcha không đúng. Đó. Rồi. Sau đó thì ta hiển thị lại cái captcha thôi, đúng không? Đây là captcha. Rồi ha, thì ta mới làm gì? Thì đây là tôi lưu cái session, tôi dùng cái session để lưu cái câu kết quả lại, lưu kết quả lại, và sau đó tôi show kết quả ra cho người, sau không phải show kết quả mà show cái ảnh, đúng không? Cái ảnh captcha cho người dùng. Rồi sau đó khi người ta submit về, khi show submit về, submit về, thì nó sẽ chạy cái đó cái lệnh if này, đúng không ạ? Chạy cái lệnh if này. Trong hợp bot về thì nó là submit về là bot, đúng không ạ? Thì ta sẽ kiểm tra xem trong cái session file có lưu cái kết quả chưa, và ta kiểm tra ha. Giữa thằng session frame nè, kết quả này với cái giá trị nhập nhập vô, đúng không? Kết quả đúng nè, giá trị đúng nè với giá trị đã nhập vô. Nếu khớp thì chúng ta sẽ check username password. Ở trong trường hợp này ta sẽ ví dụ là cho qua luôn, hoặc là không có check, nhưng mà thực tế thì chúng ta phải check, đúng không? Check cái sở liệu username password này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ get frame ha. Nếu không thì ta ra cái lỗi này. Rồi ta test ha. Get code chúng ta. Rồi bây giờ anh ta refresh lại. Giả nhập là giả sử như là username là bảo bùi gì đó, mật khẩu gì đó. Này tôi ví dụ thôi, cho đó thì ta không cần quan tâm ha. Giờ ta nhập vô, giả sử tôi nhập vô nó không đúng, ví dụ như là MF rồi 04 chẳng vậy, tôi nhập không đúng. Submit về thì nó báo là captcha không đúng. Đúng không ạ? Nó báo captcha không đúng. Đấy, đúng không ạ? Rồi, nó sẽ sau đợi một cái form mới. Tôi sẽ nhập luôn bảo bùi bla 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 gì đó. Rồi cuối cùng này tôi cố gắng nhập đúng ha, giờ A F M D Z, đúng không ạ? F M D Z. Rồi tôi submit về. Đây, thì captcha đúng, giờ là đăng nhập thành công. Xin chào bảo bùi, đúng không ạ? Có nghĩa là nó đăng nhập thành công. Đúng không ạ? Rồi như vậy thì tôi thấy là một cách đơn giản như vậy thì chúng ta đã có thể là tích hợp chưa vào được cái trong cái form chúng ta cái chuỗi captcha, đúng không ạ? Chuỗi captcha. Và cách là chúng ta tận dụng cái thư viện có sẵn của PHP ha. Đấy. Thì trong dự án thực tế thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ sử dụng cái dạng này rất nhiều, chúng ta sẽ sử dụng thư viện, hay là những cái tác vụ nào nó có thư viện làm tốt, hỗ trợ tốt, chúng ta thì thông thường chúng ta sử dụng đó, không ạ? Đấy, sử dụng đó. Đấy. Chúng ta cài đặt thì cũng có thể chưa chắc bằng nó nữa, không ạ? Những thư viện đó đã được test rất nhiều rồi, đúng không ạ? Ta sử dụng rất nhiều, ta đã thư viện này phân biệt qua thường là sao? Phân biệt ha, cái ảnh đó anh chị nói, anh nói cái ảnh đúng không ạ? Thì cái ảnh này phân biệt cho anh chị đấy, chữ H ở đây là anh chị phải ghi rõ chữ H đó, đúng không? Chữ H này H thơ H qua nè, 31 F L này, này là số 1 cái gì nó không nhớ rõ nữa đấy. Thì cái phân biệt qua thường chứ, cái ảnh này, cái anh chị hỏi là cái test trong cái ảnh đúng không, cái cáp cha không ạ? Thì nó phân biệt qua thường ha. Đó, phân biệt thường. Đó là cái cáp cha mà, đúng không ạ? Ok ha.
Rồi, vân vân thì tôi ví dụ anh chị cách sử dụng thư viện, anh chị muốn làm tác dụng chức năng này nọ, anh chị muốn sử dụng thư viện thì anh chị lên hay là mình xem coi có thư viện nào có sẵn có làm cái chức năng có cái tính năng đó hay không ha. Đấy. Thì tôi thấy có liên quan tới xử lý ảnh thì có cái email này nè, có thằng invention email này, anh chị thấy số lượng lượt tải nè, mức độ phổ biến là 135 triệu này, nói chung là rất là lớn ha. Thằng này thì là thư viện xử lý ảnh của việt về, anh chị có thể là biến đổi một số biến đổi ảnh này nọ, thực hiện một số biến đổi ảnh này nọ. Đấy. Anh chị có thể resize, rồi anh chị có thể là insert cái watermark này nọ đó, anh chị có thể chuyển đổi ảnh hoặc anh chị có thể lưu ảnh này nọ. Thì anh chị thấy thư viện này nó xử lý ảnh với BB ha. Đấy. BB Main Manipulation, cái này ta sử dụng cũng rất là nhiều ha, đúng không ạ? Thì anh chị yêu cầu là nó chỉ yêu cầu là 8.1 và BB MP3, vâng. Chị có thể là nếu anh chị cần cái chức năng nào đó liên quan đến xử lý ảnh thì có thể xem cái thư viện này ha, đúng không? Không vâng, anh chị thì nói chung thì anh chị tùy vào cái mục tiêu ta cài đặt cái gì, thì cái chức năng ta cài đặt cái gì thì có thể là anh chị cần một cái library nào đó thì chúng ta hãy lên dataset á để kiểm chị kiểm thử, rồi sau đó thì thấy cái nào được đó thì chúng ta lấy về, đúng không? Đấy. Thì cái này rất là tiện, rất là hay ha. Đấy. Hiện nay thì hầu hết những cái không chỉ BP mà hầu hết những cái dự án bằng cái công nghệ gì đi nữa thì nó cũng sẽ có gì ha, nó có kho thư viện, nó sẽ có cái tool để anh chị tải về giống như computer. Thì mỗi cái hệ sinh thái công nghệ kỹ thuật nó đều có cái tương tự như này, đúng không ạ? Ví dụ Node.js thì cũng có, anh chị học Python nó cũng có những cái tool tương tự. Nói chung là những cái project, những cái thư viện, những cái ngôn ngữ hiện đại hiện nay thì nó đều có những cái tool như vậy, đều có kho thư viện, rồi nó có cái tool để quản lý thư viện, tao ló thư viện này nọ ha, đúng không? Rồi tôi giới thiệu anh chị cái BB như vậy ha, cái BB thì ta dùng cái computer như vậy ha. Đây. Ok. Đúng không? Chỗ này anh chị có câu hỏi gì không ạ? Cái này á anh chị phải cái thằng BSB á, cái nó được thiết kế để nó chạy với một cái web server. Anh chị muốn tạo một server độc lập với BSB thì anh chị nên chọn cái ngôn ngữ khác á. Thằng BSB nó là cái nó sẽ được nó hoạt động khi mà anh chị đính kèm với một web server ha, đúng không ạ? Là web server ha. Đấy. Thì nó đính kèm web server thì nó không có dạng là tiến trình chạy dài lâu, nó sẽ như tôi nói hôm trước thì nó sẽ chạy một hai lần thì nó sẽ bị giết thôi, bị kill thôi, được bởi thằng quản lý chương trình nó kill thôi. Đấy. Đó đấy đó. Đây là cái thư viện BSB á, nó là đặc thù, nó sẽ đặc biệt cái là nó phải làm việc với đi kèm với một cái web server. Đó, web server. Đó. Là nếu mà anh chị muốn là sử dụng BSB không á thì nó sẽ có những cái trường phái mới á, gọi như React BSB. Đấy. React BSB hay là thằng Open Swan. Open Swan. Đây nè. Thì đây là cái cách viết BSB mới này. Thì lấy này nó anh chị viết BSB giống như anh chị viết nó luôn, nó sẽ tạo server được á, nó sẽ tự tạo server được, nó độc lập với một cái web server. Thì anh chị có thể dùng này, React BSB này, đây anh chị là viết tạo server, nó chạy server luôn, đúng không ạ? Nó mà anh chị có thể không cần một cái web server để anh chị nó chạy test cái chức năng Git code chúng ta nữa. Hoặc là Open Swan này nó cũng có cái document của nó ha, để tôi coi cái document nó nằm đâu. Thì thằng này đây anh chị thấy nó sẽ tạo server này, đúng không? Nó re-enter server rồi nó on gì đó, vâng. Thì lúc này anh chị sẽ có cảm giác nó giống như Node.js luôn. Đấy, nó giống như cái công nghệ ta viết cái web server hoàn chỉnh luôn. Đấy. Thì cái này nó mới 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 cũng phát triển, thật ra cũng không mới gì nhưng mà nó cũng âm e phát triển á, nhưng mà nó cũng gần đây thì nó cũng gây sự chú ý nào thôi, nhưng mà BSB mặc định thì tôi hiện giờ tôi đang hướng dẫn cái BSB kiểu truyền thống á, kiểu truyền thống, tức là anh chị phải có cái web server anh chị đính kèm vô, đúng không ạ? Thì nó mới chạy cái tiếp ta, đúng không ạ?
thì có cái hướng như vậy. Nếu anh chị muốn thật sự anh chị muốn tìm hiểu công nghệ mới này nọ đó, đấy, thì anh chị có thể là nghiên cứu thằng Open Swan này hoặc là React BP. Thằng Open Swan này nó mới hơn React, thì nó như nó không, tôi không biết nó còn phát triển không. Đấy, React BP này. Đấy. Cái này không liên quan tới React gì hết đó. Nó chỉ là cái môn cái cách thực hiện BP dạng bất đồng bộ thôi. Đấy. Thì mới đây có thằng Open Swan này. Đấy. Rồi, anh chị có câu hỏi nữa không ạ? Rồi anh chị muốn can thiệp vô socket này nọ thì anh chị cần phải chắc những cái ngôn ngữ thấp hơn, ví dụ anh chị cần C này đó, C hoặc là Go, Lang này đó, mấy cái ngôn ngữ đó đó. Để mà anh chị muốn control ở mức độ socket luôn thì chúng ta hãy làm xem xét ngôn ngữ cấp thấp hơn. Rồi. Thì cái tool là BP, nếu anh chị không có hỏi gì tiếp thì ta tiếp tục ha. Thì cái tool BP, cái composer là như vậy á. Còn một chức năng, nhóm chức năng nữa. Bây giờ quay lại cái ví dụ nãy chúng ta. Quay lại ví dụ hôm trước, ha. Quay lại ví dụ hôm trước. Cái ví dụ my size hôm trước. Đấy, my size hôm trước thì tôi có tạo á. Tôi có tạo cái lớp không ạ? My size hôm trước đây. Tôi có tạo cái lớp. Bây giờ tôi sẽ copy cái dự án này để tao ví dụ ha. Tôi sẽ có cái my size 2 rồi, tôi sẽ có cái my size 3. My size 3. Để tôi minh họa một chức năng của thằng BP, của thằng composer này. Một chức năng rất là hay, là cũng rất là hay đó. Đây, my size 3. My size 3. Giờ tôi sẽ mở my size 3 lên. Rồi thì thằng BP, thằng Composer nó hỗ trợ tự động nạp lớp những thư viện mà chúng ta tạo lớp về, đúng không ạ? Như nãy giờ ta demo đó, nó cũng có thể hỗ trợ tự động nạp lớp những cái lớp chúng ta tự tạo luôn, đúng không ạ? Nó có thể hỗ trợ tự động nạp lớp những lớp chúng ta tự tạo luôn. Đấy. Thì hôm trước ta có nói về cái tự động nạp lớp không ạ? Dùng cái chuẩn beta 4 đó, thì tôi phải download về cái đoạn code để cài đặt cái beta 4, đúng không ạ? Đó là thủ công về đặt trong đâu đó, đúng không ạ? Sau đó thì ta setup cái auto load để tạo cái auto load để nó tự động nạp lớp cho chúng ta. Đấy. Thì nếu mà chúng ta đã dùng Composer rồi thì ta không cần phải làm việc đó nữa, mà nó sẽ làm tự động cho chúng ta ha. Ví dụ đây, chúng ta có thể setup tự động nạp lớp như sau. Chúng ta có thể là dùng cái chuẩn beta 4 như vậy, thì tôi muốn là tôi sẽ tạo cái thư mục, tôi muốn tạo cái mục là model, đúng không ạ? Tôi muốn load để đưa vào cái book này vào trong cái model này, đúng không ạ? Ok. Tôi sẽ tạo cái file là composer.json. Composer. Trong đây tôi sẽ chỉnh cái cơ chế tự động nạp lớp thông qua cái key là auto load. Rồi, đúng không? Rồi. Cái tôi sẽ chỉ định là cái quy tắc tự động nạp lớp ha. Đây là những cái quy tắc tự động lớp, những cái lớp tôi tạo á, những cái lớp tôi tạo thì tôi phải cấu hình cái auto load này. Những cái lớp mà nó tự download về thì nó sẽ quản lý cho chúng ta rồi, nó đã làm chúng ta rồi, đúng không? Đây là những lớp tôi tạo trong cái dự án của tôi. Thì đây, tôi sẽ quy định trong dự án tôi, thì tôi quy ước là cái lớp này là app model book, đúng không? Thì tôi muốn cái app là cái prefix không ạ? Cái prefix như vậy tôi sẽ cấu hình đây là cái app prefix này, với cái prefix này sẽ tương ứng với cái thư mục source như vậy. Đấy. Với cái prefix này sẽ ứng với thư mục source. Đấy. Như vậy thì app model book thì nó sẽ mong đợi là tìm được cái file book.php trong thư mục model, không ạ? Trong thư mục source. Đấy. 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 Thì theo cái chuẩn beta 4 thôi, đúng không ạ? Rồi, anh chị cấu hình như này. Sau đó anh chị mở cái terminal lên. Tóm đầu lên thế này, anh chị có thể gõ là composer update ha. Đây. Thì nó sẽ đọc cái nội dung của file composer.json và nó sẽ tự động sinh ra cái file auto load chúng ta. Anh chị thấy lúc này nó sẽ tạo cái composer.log, mặc dù hiện giờ nó không có download cái thứ gì cả mà, nhưng cũng tạo composer.log, và đồng thời nó cho cái một cái thư mục vendor này. Đấy. Đấy.
mặc dù nó không chứa cái thư viện nào gì cả, tôi chưa sử dụng thư viện, chưa sử dụng thư viện cả, tôi chỉ cấu hình nó tự động lập lớp thôi, thì nó sẽ sinh ra cái file tự động lập lớp này, tự động lập lớp này. Và cái tự động lớp này đã được nhúng cái gọi là xem nó được tính đến là cái cấu hình tự động lớp chúng ta rồi đây nha. Ở chỗ này nè, tôi đã cấu hình rồi và nó sẽ sinh ra cái auto lớp này. Kính chúng ta chỉ cần là lớp cái auto lớp này thôi là nó tự động nạp cái lớp bút chúng ta luôn. Đó. Cái này như vậy, chỗ này quay lại. Trong đất này chúng ta sẽ không cần phải lót thủ công nữa mà chúng ta sẽ lót cái vendor auto lót. Auto thì như vậy thì nó tự động nạp lớp luôn những cái lớp tôi tự định nghĩa ha. Nhưng mà với những lớp tôi tự định nghĩa thì chúng ta phải chỉ định cái quy tắc tự động lập lớp theo cái chuẩn beta 4 á. Đây là cái name by prefix nè, đây là một cơ sở ứng với name by prefix đúng không? Đấy. Thì chúng ta cấu hình như vậy, chúng ta gõ còn một chữ update thì nó sẽ tự sinh ra cái file autoload chúng ta. Và chúng ta có thể là tự động đạp được cái lớp bút này. Chúng ta hãy chạy thử á, chạy thành công đó. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chạy, tôi muốn tát cái thằng MariaDB vô. Docker start MariaDB. Đây, tôi chạy thử ha. Rồi, cái máy sai đây. Tôi sẽ tắt cái sai cũ. Tắt cái máy app cũ. Rồi, tôi sẽ bật cái máy sai lên. Okay. Rồi. Vậy ta có localhost index đúng không? Tám không tám không. Thì lúc này thì kiểm soát đúng không ạ? Trước rồi đó programming hay gì xem được thì nó vẫn chạy bình thường đúng không? Bình thường chạy bình thường thì có nghĩa là nó tự động nộp lớp thành công á, tự động nộp lớp thành công. Thì đây là một cái tính năng rất là hay của thằng Composer á, nó giúp chúng ta tự động nạp lớp theo cơ chế beta 4 đúng không ạ? Và chúng ta chỉ cần cấu hình trong đây thôi. Như vậy thì ở đây có hai cái điểm á, chúng ta sử dụng Composer để ta là quản lý thư viện và đồng thời nó có thể là cung cấp cái cơ chế tự động lập lớp cho ta luôn. Rất là tiện ha. Rồi, đó là cái Composer anh chị. Mấy cái slide này anh chị hãy xem thêm những cái ý chính tôi đã trình bày anh chị ha. Thì nó có một cái kho thư viện cũng khá là hay của thằng BB đó, thằng là leak leak á, thằng leak BB. Leak of extraordinary bucket này. Đây là những thư viện rất là tốt á, nó được thư viện tuyển chọn đó, những cái thư viện để làm việc ví dụ như làm việc với CSV này đó đó. Đấy. Làm việc với những cái file system này đó thì bạn đây là những thư viện nó tuyển chọn này. Đây, bạn muốn anh chị làm việc cái file system thì có thể là xem cái thư viện này ha, làm việc những cái dụ như là Geo tool, tức là những cái tool mà liên quan đến tọa độ người dùng đó, GPS này đó. Rồi. Hoặc là anh chị đây là cái kho tuyển dụng của đó, rồi kho tuyển, rồi anh chị hãy search cái kho này cũng được ha, đây là kho tổng, kho toàn bộ tổng quát các bạn. Đây đây một số cái thư viện tôi liệt kê, thường thường thư viện hay thường gặp, thường thường gặp. Đó là Composer đúng không? Đây.
Tiếp theo thì tôi nói một số cái đề phòng một số lỗi bảo mật phổ biến anh chị lập trình web, đặc biệt lập trình web cho PHP. Tuy nhiên cái lỗi này có thể là không có giới hạn với PHP thôi á. Những cái chung anh chị viết web thì anh chị sẽ cần phải để ý những cái lỗi này. Đấy. Thì đây tôi sẽ minh họa bằng PHP thôi, nhưng mà nó cái lỗi những cái lỗi những khái niệm những cái lỗi này nó là nó thuộc web nói chung ha, chứ không phải thuộc PHP. Đúng không? Rồi, thì những cái lỗi nội phổ biến thì thật ra có 3 lỗi mà anh chị có thể rất thường xuyên gặp á, có rất nhiều lỗi khác nhưng mà chúng ta thường xuyên gặp 3 lỗi này. Đấy. Và anh chị thấy là anh chị viết cái website mà đề phòng được 3 cái lỗi này là ok rồi. Đấy, là ổn rồi. Rồi, thì những cái lỗi này á, những là nói chung là cái điểm chung của nó là cái dữ liệu của người dùng á nó không có an toàn. Đấy. Cái quy tắc chung để chúng ta gọi là 50% để chúng ta hãy là đạt được 50% là đã gọi là an toàn rồi đó, đó là chúng ta không tin tưởng dữ liệu từ người dùng gửi về, chúng ta chỉ nghĩ ở trên đó trong đầu thôi, chúng ta đã có thể đề phòng được nó 50% rồi đó. Đây, phải có quy tắc là không tin tưởng dữ liệu từ người dùng nhập về, không tin tưởng dữ liệu từ người dùng nhập về. Đây. Rồi, cụ thể hơn thì đầu tiên là cái lỗi gọi là roadside scripting á, cái lỗi này tôi đã show anh chị rồi. Thì cái website cái lỗi này là cái lỗi mà cái website cho phép cái mã lệnh giao rip ở cái nguồn đâu đó cái nguồn của bên thứ ba, cái nguồn độc hại đó, không phải từ cái server của anh chị. Website, nhưng mà cái website bạn cho phép anh chị cho phép cái website anh chị tạo ra đó, nó cho phép thực thi cái đoạn mã giao rip của đâu đó, không phải của anh chị, không phải của website của chủ của website, đúng không? Thì đây là cái bản lệnh độc hại được chèn vào và thực thi phía người dùng, và thực thi phía người dùng. Thì cái này mình nói hơi hơi dài dòng như vậy, nhưng mà cái cách là nó đơn giản thôi. Cái lỗi này cũng rất dễ hiểu nè. Rồi ví dụ như là anh chị xử lý cái đoạn code, ví dụ xử lý cái form sao, anh chị có đoạn code xử lý cái form này thì anh chị kiểm tra xem là server request method là bot không ạ, là bot thì người ta submit về cái nhập cái username nè, đúng không? Anh chị cho nhập username, nhập password đó, đúng không? Giả sử trong hợp nhập username thôi thì anh chị mong đợi là nhập username không ạ, nhập username rồi nó bot về, anh chị bot về thì anh chị nghĩ là người ta nhập username thì không có gì, đúng không? Không có gì an toàn đó, thì anh chị cứ là lấy trong cái mảng bot ra cái username, đúng không? Cái key username này từ cái boot là username, mà lấy cái key bot username này. Rồi anh chị xử lý rồi sau đó anh chị gán chị tính tính toán đó, rồi anh chị là output ngược lại cho cái người dùng, tức là phải ngược lại cho người dùng, đúng không? Phải ngược lại cho người dùng. Đấy. Nhưng mà anh chị ngầm định là nghĩ là cái username này là ta nhập cái username bình thường thôi, không có gì cả. Đó thì anh chị cứ output bình thường như này, anh chị echo ra như này hello cái gì đó username chấm username, đúng không? Tức là nối chuỗi tạo username. Anh chị nhận vô như là anh chị nhận lấy username từ máy biến bot mà submit về, sau đó thì anh chị output ra. Đấy. Tuy nhiên người dùng có thể là nhập không cái nhập username mà người ta có nhập có thể một cái thẻ ship á, mà trong đó có cái đường link đến cái file giao rip của người ta, hiểu không? Tôi xin nhập vô này. Đấy. Nhập vô cái đường link giao rip từ của người ta ở đâu đó. Đấy, giả sử trong trường hợp anh chị trong cái slide này nó chỉ nhập vô cái chuỗi giao rip và có cái cái alert thôi, đúng không? Trong hợp này có cái alert thôi. Đấy, trong hợp này có cái alert thôi, gì hiểu không? Có cái alert thôi thì nó thực thi á, thì nếu mà anh chị output như này, anh chị nó làm output như này thì khi anh chị submit về thì anh chị nó xử lý form nó output, anh chị output ra thì nó sẽ thực thi đoạn code sao tiếp nè. Trong hợp này chỉ là cái alert thôi, thì cái alert này đó, alert này đấy. Thì hợp thì là alert này không ạ, nhưng mà có thể người ta hay liên kết một cái đường link giao rip, một đường link giao rip đấy, đường link giao rip đấy, đường link giao rip thì đường link giao rip đó có thể thực thi những đoạn mã lệnh độc hại, ví dụ như là anh chị nó thể lấy cái cookie cái session này đó, nó lấy ra cái session ID từ cái cookie của anh chị. Đấy, hay đọc được cái đoạn code JavaScript, có thể nó đọc được, nó cố gắng nó đọc được cái cookie á. Rồi nó send back cái cookie, nó send cái cookie ID, tức là cái session ID đó về cái server của người ta. Vậy chúng ta hãy lấy được cái session ID, rồi chúng ta có thể là họ có thể là
giả lập cái session của anh chị để thực hiện những cái tác vụ được phân quyền để hoàn thiện. Thì cái đồng mã đặt hàng là gì ha? Chỉ đơn giản ha, người ta anh chị cho anh ta nhập username và anh chị lấy dữ liệu giấy lấy cái dữ liệu đó tên submit về đó thì không có xử lý gì ra, không có ta bút ra trực tiếp cả, ta bút ra như vậy này. Cái này rất là dễ gặp ha. Thì nó đây cái lỗ hổng là một trong những cái người ta không có nhập giá trị bình thường mà nó nhập cái đoạn script này. Anh chị cô coi vậy thì nó sẽ thi cái tiếp luôn đó. Thì trong ví dụ này cái ví dụ là thôi, nhưng mà ta hãy nhúng cái tiếp bất kỳ vô ha, hãy nhúng cái tiếp bất kỳ vô đúng không? Mà cái clip đó có thể là chi tiết cái dữ liệu trên cái anh chị cho phép cái trình duyệt thực thi động tác sau clip của ta thì có thể là nó sẽ truy vấn những cái dữ liệu nhạy cảm ha, trong cái trình duyệt ha, giống như cái Success ID hay có thể cho trong trình duyệt nó cũng có chứa những cái key này đó, những cái key để anh chị chi tiết những cái dịch vụ khác thì để chi tiết được ha. Nếu mà được lập trình không tốt rồi rồi cái lỗi như vậy thì ta biết như vậy rồi, thì như vậy cái cách phòng hờ như nào thì rất đơn giản ha. Thì cách đề phòng đó đó là chúng ta cần phải làm sạch dữ liệu trước khi xuất dữ liệu á, vậy thôi. Thì BSB á có rất nhiều cách làm sạch, nhưng mà cách mà tôi nghĩ là cũng khá an toàn thôi là chúng ta chỉ gọi cái hàm HTML special char, vì trước khi anh chị xuất ra thì anh chị gọi HTML special char cho cái này, chúng ta nói rồi hôm trước rồi, chúng ta cũng làm rồi đúng không? Chúng ta không có output một cách trực tiếp như thế này, mà chúng ta sẽ wrap nó lại bên trong một cái gọi là HTML special char gì đó, một cái thao tác rất đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ đề phòng được lỗi này ha. Tức là không có output trực tiếp cái biến này mà chúng ta sẽ gọi cái hàm là HTML special char để cho nó loại bỏ những cái thẻ ship này, nó không còn giá trị nữa, nhìn chung mẹ những thẻ ship này không còn giá trị nữa, nó không còn ý nghĩa nữa, special char bao lại bên trong. Chỉ một tác vụ rất đơn giản thôi là anh chị có thể đề phòng được cái lỗi này. Cái này anh chị chú ý là anh chị khi nào mà anh chị cần anh chị khi chỉ gọi cái HTML đến những cái dữ liệu nào mà anh chị xuất ra không ạ, mà những dữ liệu đó có nguồn gốc từ người dùng á, có nguồn gốc từ người dùng nhập vô á đấy, mà anh chị xuất ra output ra đấy. Anh chị cho phép người ta nhập cái gì vô đó mà anh chị xuất ra y hệt ra ra cái giá trị biến đó thì anh chị cần phải dùng cái HTML special. Còn những anh chị biến anh chị tự định nghĩa trong cái server thì anh chị hãy xuất thoải mái, nên là tại vì cái biến ta tự định nghĩa thì nó không có cái vấn đề đó. Đúng không? Những cái biến nào mà nó có nguồn gốc từ người dùng, cái giá trị của nó có nguồn gốc từ người dùng thì chúng ta cần phải HTML special char để chúng ta đề phòng ở đó, được không? Rồi. Một cái cách nữa, một cái cách đề phòng nữa, đó là chúng ta sử dụng cái meta, thẻ meta, meta. Thì trong cái trang HTML á, nó có cái header gọi là Content Security Policy đây. Thì cái policy này nó ngăn việc là cái trang web được những cái việc gọi là được load những cái tài nguyên nào, được thực được những cái là được gọi được load những tài nguyên nào ha vào trong cái trang web ta. Thì chúng ta sẽ chị sẽ chỉ giới giới hạn lại ha, là cái trang web này chỉ được load những cái server nào thôi, những cái tài nguyên trên server nào thôi. Thì cái này nó cũng sẽ giúp hạn chế cái việc là load những cái mã lệnh JavaScript độc hại á, là không không rõ nguồn gốc. Đấy. Ví dụ đây, trong trang web ta chỉ cần là set cái content policy cái thẻ meta nè, thẻ meta dưới này nè, sẽ không làm gì đặc biệt cả, chỉ set cái thẻ meta với giá trị content security policy, và giá trị chị đây là liệt kê ra những cái server mà anh chị cho phép load về, load dữ liệu về, những server mà anh chị đảm bảo là an toàn để có thể là load dữ liệu, load những cái file JavaScript như vậy. Thì cái này nó sẽ giới hạn lại đó, nó bảo vệ cái việc cái roster listing nữa. Nó sẽ không cho chúng ta hạn chế một phần nào đó cái việc là load những tài nguyên ở những cái bên nào đó anh chị không có biết được, đúng không? Chị liệt kê một cách tường minh là những cái trang web này nè chỉ được phép load về những cái file JavaScript hay là những cái file tài nguyên đó từ những cái nào đó, từ những cái server anh chị liệt kê đây thôi. Ví dụ như đây theo có nghĩa là anh chị được những cái server trên cái server của chúng ta, trên server của trang web này nè, anh chị load thoải mái. Đấy. Và đây thì thêm luôn
cái hàng là CDN của hàng này để tôi load bootstrap á, làm gì bootstrap nó hot trên đây thì tôi cho phép load từ server này, làm gì này đó là anh chị có thể là giới hạn lại những cái tài nguyên. Cái này thì rất đơn giản thôi, chỉ cần thêm cái thẻ này thôi, rồi thêm cái thẻ meta này trong cái thẻ hết thôi thì nó cũng sẽ bảo vệ được phần nào ha. Đấy. Rồi còn cách an toàn nhất trong quá trình lập trình thì chúng ta chỉ cần là gọi HTTP special char khi mà anh chị output ra, anh chị echo á, để ý những cái chỗ anh chị echo đó. Thì anh chị có thể là cần phải thêm cái HTTP special char được không? Đấy. Đây, cái lỗi này cũng ở đây cũng dễ chứ dễ tránh ha. Về thằng content security policy này tôi có thể có cái ví dụ như sau. Bây giờ chúng ta sẽ có cái bootstrap này chẳng gì, ta quay lại cái ví dụ bootstrap hôm trước, bootstrap hôm trước. Đâu. Thực sự có cái file bootstrap này, thực sự bootstrap đẹp này. Vậy cái file bootstrap đây, bootstrap thì nó sẽ load cái đoạn code bootstrap, mình load cái thư viện bootstrap để mở lên trên PC. Thì đây thì anh chị không có thẻ meta đó thì nó sẽ load thoải mái á, nó sẽ load từ này, load từ này. Đấy, load thoải mái thì để có load thư viện bootstrap này. Đúng không? Bây giờ tôi thêm cái thẻ meta. Meta này có cái PB cái tên là Content Security Policy ha, Content Security Policy. Thì chúng ta sẽ cho nó giá trị đó là content. Default xuống. Sale và default xuống sale thôi chẳng gì. Giả sử anh chị giới hạn default xuống sale thôi. Default xuống sale thôi. Thì nó chỉ cho phép chị hot những lót những cái tài nguyên cùng hot với cái thằng này, cùng hot với cái file này thôi. Cùng hết với cái file HTML này thôi. Thì cái những cái thư viện này nó không thể load được, nó chỉ giới hạn lại trên cái server của ta thôi, đúng không? Server của ta thôi. Giả sử như vậy chúng ta có thể là chạy thử ha, thì nó sẽ không thể load được bootstrap này, anh chị thấy nó không thể load được bootstrap, nó là cái file mặc định của nó này, anh chị thấy không? Nó không thể load được bootstrap này, anh chị, tại vì anh chị không cho phép nó load đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta muốn nó cho phép load thì chúng ta sẽ cho phép cái này copy cái server này vào trong cái danh sách những cái server bạn cho phép, chỉ cho phép load đây mà. Thì lúc này security deliver.net policy. CDN. Gọi là cái cú pháp default source sale. Sai cái cú pháp nào đấy. Ừ.
Để tôi đưa vô trong cái hot cái máy sai thử đây. Đưa vào trong server. Đấy. Local hot 8080 con order làm học tên này. Thì đợi cái này xíu đây chúng ta có thể chỉ được đi update này. Thì cái này chúng ta nó đòi hỏi phải chỉ định cái giao thức luôn đấy, cái thì nó chỉ định cái giao thức luôn. Để như vậy thì chỗ này chị tôi sửa lại thế này là HTTPS nét rồi, phải có cái giao thức này nữa. Thì tại tôi nghĩ tại tôi đang chạy HTTP á, nó thường thì nó tôi muốn load tài nguyên từ HTTPS cho đó thì tôi phải chỉ định cái giao thức này. Nếu mà tôi đang chạy HTTPS thì tôi không cần phải có cái tên miền này ha, có cái protocol chỉ định protocol. Tại cái protocol của tôi đang chạy nè, cái file này con cho order cho HTML nè, nó khác với HTTPD, nó khác với thằng HTTPS này, tôi nghĩ như vậy. Cái này thì tôi đang chạy HTTP thường đó thì tôi phải chỉ định luôn cả cái HTTPS này. Đấy. Rồi. Rồi như vậy thì ở đây tôi sẽ chỉ cần chỉ định cái thằng này thôi. Như vậy thì nó lúc này nó sẽ hot được, load được á, chỉ load được những tài nguyên default suốt, có nghĩa là load được cái tài nguyên trên web á, trên cái hot rồi, và đồng thời là những cái hot những cái tài nguyên từ cái server là CDN csdeliver.net này, chính là những cái file JavaScript này, đó, này, JavaScript này, đúng không?
Đây, thì nó sẽ thêm một một cái cơ chế security vô cho chúng ta ha, để chúng ta bảo vệ cái website của chúng ta. Chỉ định một cách tường minh luôn, những cái chỗ nào mình có thể lót được. Ok, đúng không? Vậy đó là cái cách giải quyết cái thằng vấn đề ok. Thằng website lifting đó chị. Đây. Đây. Tiếp theo là cái lỗi thứ hai, lỗi này cũng rất thường xuyên gặp anh chị ha. Này sao mà nó bị duplicate? Đây. Thì chúng ta có cái lỗi thứ hai là SQL injection ha. Thì cái lỗi này là cái lỗi mà cái website anh chị cho phép cái mã lệnh SQL được chèn vào và thực thi phía server ha. Và cái mã lệnh này được nhập ở phía lên. Đây cái lỗi rất là nghiêm trọng ha. Phải nghiêm trọng hơn cái lỗi nãy nữa. Tức là anh chị cho phép người ta nhập luôn cái câu lệnh SQL luôn vào trong cái input của người ta và thực thi cái câu lệnh đó ở phía người dùng, ở phía server á. Cái này nó cái mức độ tàn phá nó là lớn lắm á, nếu chị không có an toàn. Thì ví dụ như này, thì trong trường hợp mà nào anh chị sẽ gặp phải này, thì trong trường hợp giả sử là anh chị cho phép người dùng nhập vô cái gì đó, nhập vô cái input các bạn, cái form vô nhập vô cái user ID, ví dụ là anh chị phải nhập vô bất kỳ cái input nào gì á. Đấy. Rồi nhập vô CD, và giả sử anh chị muốn là hay là cái đồ đất ID hay gì đó, hay cái gì đó ID gì đó. Anh chị muốn cho nhập vô cái ID đó thì anh chị truy vấn cho cơ sở liệu để anh chị lấy ra thông tin chi tiết của cái ID anh chị nhập vô, đúng không ạ? Những cái ID anh chị nhập vô. Đấy. Rồi như vậy thì anh chị cho nhập nhập cái ID, nên anh chị hy vọng là người ta sẽ nhập cái ID, đúng không ạ? Cho 1 2 3 4 gì đó. Đấy, 2 4 4 gì đó, đúng không ạ? Nhập cái ID. Trong cái đoạn code xử lý của anh chị như này, anh chị viết như này, nếu anh chị viết như này. Anh chị viết là lấy ra cái bot, lấy cái ID từ người do bot về, không ạ? Lấy cái ID từ cái bot về nè, lưu trong cái biến là username, user ID. Sau đó anh chị sẽ tạo cái câu truy vấn là select sao form user where ID bằng cái gì đó, anh chị nối vô cái giá trị ID, cái biến ID là nối chuỗi ha, dấu chấm là nối chuỗi ha. Như vậy thì cái giá trị ID user ID là cái gì đó thì anh chị sẽ nối tiếp vô trong chỗ này. Cái này là rất nguy hiểm ha. Tại vì sao? Tại vì trong trường hợp người ta không nhập cái ID, không nhập những con số mà anh chị nhà nghĩ là anh ta sẽ nhập, tức là 1 2 3 4 thì lại là cái mã ABC đó, anh ta không nhập như vậy. Mà ta nhập nguyên cái đoạn HTML ha. Ví dụ anh chị là nhập là ta nhập là 1 đến 5 o 1 bằng 1. À 1 1 ha. Như vậy thì cái câu lệnh trở thành là gì? Select sao form user where user ID bằng 1 đến 5 hoặc là 1 bằng 1. Thì cái câu lệnh này nó sẽ không truy vấn cái người dùng user ID bằng 1 đến 5 á, mà nó sẽ trả về tất cả cái user trong hệ thống luôn. Được không ạ? Tại vì cái vế phía sau này nè, O 1 bằng 1. Thì cái vế này luôn là true không ạ? Luôn là true. Như vậy thì đối với câu lệnh này anh chị viết cái câu SQL như này. Anh chị nối vô cái chủ user ID thì người ta nhập cái gì này thì có thể là người ta truy vấn được toàn bộ username trong hệ thống á. Đó cho thông số. Tại lúc này 1 + 1 luôn luôn true ha. Nó không có test cái vế này nữa. Không test cái vế này. Nó sẽ trả về toàn bộ user cho người ta.
Ở cái này còn đỡ, cái này chỉ là chi vấn thôi ạ. Bây giờ người ta viết như này, bằng 1.5 chấm phẩy, drop table supplier là drop table user luôn, drop table user đấy, hoặc là drop nguyên table gì đó luôn là gì. Người ta cứ test mà, người ta cũng có thể là ta test hoặc là ta phá hay sao không ạ. Người ta ngồi ta nhập hoài họ cũng thế nào cũng trúng ở cái bàn cái tên bảng này đó không ạ. Drop supplier là nhập 1.5. Thì anh chị, tại vì anh chị nói cái chuỗi này, anh chị cái chuỗi này là anh chị nói vô trong câu lệnh SQL của anh chị đấy. Thì như vậy thì câu lệnh SQL, giả sử anh chị nói như này thì câu lệnh SQL lúc này trở thành là select sao form user where user id bằng 1.5 chấm phẩy drop table supplier, drop table supplier đấy. Như vậy thực thi xong cái câu lệnh này là đồng thời nó sẽ drop luôn table này luôn. Yeah, thấy không đấy. Anh chị cho phép cái người dùng nhập dữ liệu mà người ta nhập những cái này như vậy. Đấy. Cái này lỗi này bị hoài hết, lỗi này người ta kể cả những cái web server khác, những trang web của anh ta của đang của thế giới luôn nó cũng bị cái này đấy. Test bị này đấy. Cái nhập liệu rất là quan nguy hiểm á, đặc biệt khi anh chị mà kiểu là tạo câu truy vấn bằng cách nối chuỗi như này, chuỗi như này này nó chuỗi này. Bây giờ như vậy cái lỗi nó nguy hiểm như vậy làm thế nào đề phòng? Rất đơn giản thôi, rất đơn giản thôi mấy cái lỗi này như vậy, nhưng mà cái rất đơn giản đề phòng đó vẫn là cái cách cũ, cái cách làm sạch dữ liệu trước khi anh chị chèn dữ liệu vào trong câu chia chơi vào cái SQL. Thì cái nguyên tắc giống hệt nãy giờ thôi, làm sạch dữ liệu. Nãy thì ta output ra thì ta phải làm sạch dữ liệu, cái này ta chèn vô cơ sở liệu chúng ta cũng phải làm sạch dữ liệu. Thì cái việc làm sạch này trong nếu ta dùng BDO á, nó có cách làm sạch tự động á, đó là chúng ta dùng cái repair statement với cái tham số là tự động nó sẽ làm sạch cho chúng ta. Tự động nó sẽ làm cho chúng ta, nó sẽ làm sạch chúng ta. Cái này còn dễ hơn nữa, thì từ đầu giờ tôi hướng dẫn anh chị từng BPO đó là chúng ta đã làm sạch rồi đó, bằng cách là đơn giản là chúng ta khi mà câu lệnh có tham số đó thì chúng ta dùng là repair statement cùng với cái tên tham số là hai chấm qua hoặc là chấm hỏi đó. Chúng ta chỉ làm như thế này thôi là tự động nó sẽ làm sạch chúng ta, làm sạch chúng ta đúng không? Quay lại những cái đoạn code ví dụ cho anh chị sau anh chị ra đây. Đoạn code ví dụ này là gì? Thì đây chúng tôi đoạn code chi vấn đây. Đây. Select sao phun bút where user này like bằng có tham số thì tôi vừa đánh dấu tham số đàng hoàng. Đấy. Và tôi có skill thì tôi sẽ truyền dữ liệu vô trong cái hàm skill này. Thì làm như thế này thì nó sẽ tránh bị SQL injection anh chị. Anh chị. Anh chị câu lệnh có tham số, cái việc là lỗi injection là do anh chị thực thi câu lệnh có tham số, mà anh chị kiểu là anh chị nối chuỗi nha, nối cái chuỗi vô trong cái câu truy vấn. Chúng ta có tham số thì chúng ta không có nối chuỗi mà chúng ta phải chỉ định cái câu cái tham số như này, hai chấm cái keyword này đó hoặc là chấm hỏi cũng được, chấm hỏi cũng được. Rồi sau đó thì kêu thì chúng ta truyền vô, thì làm như vậy chúng ta rất đơn giản thôi, chúng ta không cần phải làm gì đó sâu xa cả đúng không? Theo đúng cái góc này thì nó sẽ đảm bảo là cái website nó không có, đương nhiên đảm bảo thì không 100% thì có những cái cách để ta hack này, nhưng mà cơ bản thì nó sẽ chống, nó phải đề phòng được rất tốt cái SQL injection đó đúng không? Đấy, được rồi. Đấy. Như vậy thì cái này từ đầu giờ chúng ta đã làm theo cái quy tắc này rồi. Đấy. Đấy. Có tham số thì anh chị lưu ý chúng ta đánh dấu tham số bằng dấu hai chấm hoặc là tên tham số và hoặc là chấm hỏi ha, và skill truyền đàng hoàng. Và chúng ta đang làm sạch dữ liệu và chúng ta có thể là chúng ta không biết tôi có làm tự động chúng ta. Cái này nó làm tự động chúng ta. Đấy. Chỉ là cái cơ chế này thôi á, với cơ chế repair này nè và skill, repair skill, repair skill. Thì có tham số chị chỉ định rõ ràng thì nó sẽ làm tự động ta. Ở trong đây anh chị nối chuỗi thì nó cũng sẽ bị xảy ra, nếu mà anh chị mà repair mà anh chị nối chuỗi này đó, chị cố gắng mà nối cái tham cái biến gì đó, giờ sẽ nối cái biến ABC đó từ đây thì còn không được ha, đừng có nối chuỗi ha, đừng có nối chuỗi này. Có tham số thì anh chị cứ là truyền tham số vô đàng hoàng đúng không? Cái lỗi này rất nguy hiểm nhưng mà cái cách đề phòng nó cũng rất đơn giản ha, gì rồi đúng không? Chúng ta mấy cái lỗi này rất đơn giản để đề phòng gì đúng không? Nói thấy là nó cái hệ quả của nó rất là xấu nhưng mà cái cách đề phòng nó rất đơn giản thôi. Rồi, làm sạch dữ liệu ha. Rồi, cái lỗi thứ ba, lỗi này thì nó hơi phức tạp xíu thôi nhưng mà cũng đơn giản thôi, đề phòng cũng đơn giản thôi.
Nó gọi thứ ba cái tên là Roadside Request for Series CRS. Cái lỗi này anh chị cũng sẽ gặp nghe nói thường xuyên. Cái lỗi này là cái lỗi khi nào, bị gặp cái lỗi này khi nào anh chị? Cái website của anh chị cho phép người dùng thực thi một cái hành động mà họ không có ý định thực hiện. Tôi đồng không thì do bị đánh lừa hả? Bị đánh lừa này. Lừa ví dụ như đây, ví dụ như là anh chị cái website chuyển khoản ngân hàng hả, chuyển khoản ngân hàng. Thì anh chị cho phép người ta submit cái bot dữ liệu về, bot dữ liệu để mà để thực hiện cái transfer á, là gì gọi là chuyển khoản đó. Thì chúng ta sẽ cái website chúng ta sẽ cho phép là bot dữ liệu về URL này nè. Thì cái form á, thường thường thì chúng ta có cái form username rồi password rồi số tiền cần chuyển gì đó điền vô, có cái form ha, có form điền vô rồi submit về. Submit thực ra đó là thực hiện cái yêu cầu bot ha, bot bot cái lên cái URL gì đó, HTTP gì đó, hoặc submit cái dữ liệu đi kèm những cái form dữ liệu trong form nè, bot về đúng không? Như vậy thì cái website ta cho phép thực hiện cái tác vụ là bot bot về cho vậy đúng không? Như vậy thì cái form này chỉ là cái giao diện đó, chúng ta có thể là thực hiện bot mà không cần cái form á, nhìn chung á. Cái form này chỉ là cái user interface để nó tạo ra yêu cầu bot thôi. Đấy. Như vậy thì nếu anh chị không có làm gì cả, không có đề phòng cái lỗi này thì anh chị cho phép bot về như vậy thì chúng ta có thể người ta có thể dùng những cái form khác do tự người ta thiết kế đúng không? Để khai bot dữ liệu về xem anh chị đúng không? Để xem anh chị. Đấy. Như vậy thì server chỉ cho phép thực hiện bot, bot và cái bot này nó không có đề phòng cái lỗi CRF này, CRF này. Như vậy thì người ta có thể là đánh lừa người dùng submit một cái form giả, form giả. Đấy. Ví dụ người ta nhận cái email đó là chúng ta giả sử cái người dùng A đó đang đăng nhập với cái tài khoản ngân hàng ABC Bank gì đó của họ, đang đăng nhập ha, và họ nhận được email, họ nhận được cái email. Cái email là cái trang HTML, trong đó thì nó để có cái link nè, có cái nút nè, click 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 me là gì, click tôi hãy nhấn vào nút này để download tài liệu gì đó, nhấn này vào nút này để download hay là để là nhận quà là gì. Thì cái nút nó để gì ha, nút nó để gì, nhưng mà bên trong cái code HTML đó là cái form để thực hiện chuyển khoản ha, là gì ví dụ ha. Cái nút có để là click me to get free gift chứ, mà cái nút để rồi là để cái gì đó rất là thú, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Nhưng mà bên trong HTML á là cái form chuyển khoản, nó sẽ post về cái tài khoản một cái server trên server ngân hàng ta, cùng với đó là cái tài khoản, ví dụ là cái những thông số cần thiết đúng không ạ? Ví dụ như là cái tài khoản nhận rồi số tiền nhận này nọ đúng không ạ? Nhưng mà mấy này là anh chị không thấy đâu, nó hết trên hết, nó ẩn hết á. Đấy, chỉ là cái form, nó chỉ hiển thị cái nút cho anh chị thôi, kêu là nhấn nút này để làm gì đó, nhấn nút này để làm gì, nhấn nút này làm đó. Và giả sử người dùng đang đăng nhập á, đang đăng nhập trên trong cái ngân hàng này, và là không may nhận cái email này, ta click vô cái thì nó sẽ thực hiện như giả trong ví dụ ngữ cảnh đó, mấy cái ngân hàng đương nhiên nó sẽ secure rất là nặng hay nó không có bị lỗi nào ha. Đấy, security rất là tốt, nó sẽ có cái chuẩn này, nó chuẩn quốc tế này luôn, nó đảm bảo mấy cái lỗi này chắc chắn không xảy ra. Nhưng mà tôi ví dụ á, giả sử cái website không phải website ngân hàng mà cái website gì đó bot cập nhật thông tin sinh viên gì đó, mà website anh chị website bán hàng chẳng gì đấy, có thể website bán hàng đi cho nó submit vô cái gì đó đấy. Thì nó sẽ thực hiện cái transfer luôn ha, tại vì anh chị đang đăng nhập với cái tài khoản ngân hàng này chẳng gì, và nó nhấn nút này vô thì nó sẽ bot về server ngân hàng đúng không? Với ngân hàng và thực hiện chuyển khoản đấy, chuyển khoản như vậy ha. Tức là nó giả mạo cái form để nó bot dữ liệu về server chúng ta, nó giả mạo cái form á, giả mạo cái form và người dùng bị đánh lừa thực hiện cái form đó, cái tác vụ bot đó đấy, tác vụ bot đó. Tức là nó giả mạo cái request nè, request rồi đây. Thì cái lỗi này cái nguyên nhân là gì, cái nguyên chính là gì? Chúng ta muốn là gì, cái form này là chỉ khi nào mà cái form do chính chủ tạo ra, chính cái server tạo ra thì chúng ta mới được quyền post thôi, còn những cái form khác không thể post về server được. Vậy hình dung ạ? Chỉ có cái form là chính do server nó tạo ra, chính chủ á, cái form chính chủ á thì nó mới post về server được, tức là post về thì server mới xử lý, người ta mong muốn như vậy ha. Chứ không thể những cái form nào đó người ta tự tạo bên thứ ba hay cái bên nào đó ta tự tạo ra mà có thể post về được.
Thì nếu mà cái server, cái website chỉ cho phép người ta bot về một cách tự tự do như vậy thì có nghĩa là nó bị cái đó ha, có nguy cơ bị đó, bị cái này roadside bị cái này. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra là thế nào ta xác định cái form chính chủ ha, làm thế nào cái xác định cái form chính chủ, mà cái form là do chính cái server ta tạo ra. Đấy. Thì cái giải pháp rất đơn giản lắm chị, đó là chúng ta sẽ đính kèm vào trong cái form á một cái token session ha. Trong từng session anh chị mở session ra thì anh chị sẽ sinh ra trên server một cái session, một cái token gọi là CRF token, hay là cái token tên gì đặt được, là cái token này, cái chuỗi random thôi. Đấy. Thì anh chị lưu trong session cái token này, lưu trên server ha. Và mỗi cái form anh chị đại đưa cho người dùng á thì anh chị nhúng cái thẻ này vô á, trong một cái input kiểu là hidden, kiểu hidden hay kiểu hidden này, có cái name là cái tên gì anh chị tự đặt vậy á, thường thường gọi là trong ví dụ này là CRF á, token. Cái form làm cái gì, cái form là anh chị có tác dụng gì đó anh chị cần phải an toàn đã, đề phòng đó thì chúng ta cần phải đính kèm cái này nè. Cái này tôi rất là sinh ra rất là dễ ha, anh chị chỉ cần viết cái đoạn có thì sinh ra cái chuỗi random này đó thôi. Có cái câu lệnh để ta sinh ra chuỗi random này và lưu trong session á, chúng ta lưu trong session giống như cái câu trả lời nãy tôi ghi đó, lưu trong session. Đấy. Session khi người dùng mới thì ta sẽ tạo session này đó. Cái gọi là cái token gì đó, CRF token, cái token đúng không? Cái CRF token. Token. Rồi, như vậy thì đính kèm trong một cái form, như vậy khi cái form này submit về thì nó phải submit cái token này nè, đúng không? Tại vì nó là trong cái input mà, ta đặt cho cái name thì nó tự động cái submit vậy thôi. Đấy. Như vậy thì mỗi cái form chị gửi cho người dùng á thì cần phải đính kèm cái token á, cái CRF token này. Đấy. Và như vậy khi cái form submit về thì trước khi xử lý cái form á thì anh chị kiểm tra xem cái form nó có cái CRF token hay không, và giá trị của nó có khớp với giá trị anh chị đã lưu trên session hay không. Nếu hai cái này khớp nhau có nghĩa là cái form chính chủ á, cái form submit về chính là cái form anh chị tạo ra cho anh ta. Thì nó sẽ khăn ngăn ngừa cái việc là cái form giả mạo. Đấy. Một cách đơn giản, rất đơn giản thôi, lưu trên session. Rồi chúng ta gửi cái form và giống như cái ký tên ta, giống như cái ký tên để đảm bảo là xác nhận đây cái form chính chủ, không ạ, cái form chính chủ, không ạ. Cái này rất là đơn giản, chị mô hình các chị nghe gì là chị có thể cài đặt được á. Nãy giờ tôi làm ví dụ như cái thằng tốt cơ, thằng cái thằng chủ cấp cha thì cũng làm tương tự như vậy, không ạ. Giống như chủ cấp cha, không ạ. Thì ta đính kèm cái chuỗi random để xác nhận đây form chính chủ thì ta submit về, ta phải kiểm tra xem cái này có đúng cái kia cái đúng cái giá trị không. Đúng thì có nghĩa là form chính chủ, đúng không? Form chính cái form này chúng ta tạo ra. Đấy. Nó sẽ đề phòng cái việc là giả mạo cái form ta, đúng không? Cái lỗi này thì cũng nó hơi phức tạp xíu mà nó cũng cũng dễ đề phòng á anh chị. Thì nó giống giống như cái phần captcha đã tôi giới thiệu chị đó, đúng không? Rồi, thì cách tạo nè, hướng dẫn tạo luôn nè. Thì chúng ta khi người dùng có session thì ta sẽ lưu cái key, cái token này, gọi cái hàm nè. Bin to head random by 32 thì ta sẽ random ra cái chuỗi gì đó thôi, chuỗi này nè. Đấy, thì ta sẽ lưu trong session. Và cứ mỗi lần ta có cái form á thì ta đính kèm cái session này, cái key này vô ha. Khi submit về thì ta kiểm tra xem có khớp cái giá trị trong cái input này có khớp với cái giá trị anh chị lưu trong session này không. Đấy. Và như vậy là ok. Vậy thì đây khi nó submit về, khi nó submit về thì anh chị hãy kiểm tra xem trong cái set key nè với cái bot, đúng không ạ? Bot submit về nè, cái form submit về phải có cái set key mới được, đúng không ạ? Phải có set key và cái set key này và là khớp với cái session, cái set key lưu trong session, đúng không ạ? Trong session. Thì lúc đó thì chúng ta mới xử lý cái form, chúng ta mới xử lý cái form. Thì đó là cái đề phòng cái form chính chủ hết này. Đây. Đây thì anh chị thấy có ba cái lỗi web là lập trình web cơ bản này hả, roadside editing, SQL injection và CRF. Cái này nhắc lại nó không liên quan gì tới bên bên, nó là web nói chung luôn, mà anh chị lập cái lập trình web dạng nào đi nữa nó cũng gặp cái này, nó cũng bị cái này, anh chị chú ý ha. Đấy. Thì đây trình bày cái lỗi và cũng là trình bày cái cách để khắc phục đó, cũng rất đơn giản thôi mà, rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ chú ý xíu này. Đấy. Cái quy tắc chung đó là chúng ta không tin tưởng dữ liệu người dùng gửi về ha. Đấy. Chúng ta phải tìm cách là luôn xác nhận này, là validate này, là cho nó hợp hợp lệ.
Rồi. Rồi em chị có câu hỏi nào ạ? Em chị có câu hỏi chỗ này không ạ? Ok, hy vọng là anh chị khi mình chị về viết cái web đó, có thể là không chỉ PHP mà những cái web những công nghệ khác anh chị có thể chọn ha. Chị chọn thì anh chị chú ý đề phòng mất lỗi nè. Thì cách đề phòng là cái cho dù là không phải PHP thì cũng trong công nghệ khác thì cũng tương tự ha. Cái đơn giản thôi. Chị để ý xíu thôi. Khi ta echo thì ta xuất ra thì ta phải làm sạch nó. Rồi khi mà ta chèn vô cơ sở liệu thì chúng ta cũng phải làm sạch nó. Đấy. Rồi cái form phải chính chủ, cái form cho nó submit những tác vụ nào đó mà đòi hỏi có mức độ tàn phá cao thì chúng ta phải xác nhận kỹ các bạn. Có phải không phải lúc cái form nào cũng ta cần cái làm đây đúng không ạ? Nhưng mà những cái form nói chung có mức độ yêu cầu security cao đó, có ra mức độ phá hủy lớn đó, thì chúng ta có thể là tăng cường bảo mật bằng cách là lưu cái set key cho cái form á. Anh chị làm sao mà không có dung lượng, cái phần mềm nó có mấy chục gig, mấy chục mê, sao có không mấy chục mê sao mà không chạy được. Anh chị học công nghệ thông tin mà có mấy chục mê anh chị cài không được phần mềm là sao anh chị không đó. Tao phải anh chị phải làm, phải cố gắng anh điện thoại như nào không cần thiết đi ha. Anh chị không để nó cái để nó không có làm nó được, nó phải làm mới được chứ, học công nghệ mà. Nó học kỹ sư không ạ, gì ta phải làm. Chị cài cái SAM thôi, anh chị có hình thôi nữa, anh hình thôi một số cái phần mềm SAM thì nó có coi bao nhiêu đâu. Anh chị tôi kiểm tra này á.
Chị lấy cái đĩa USB chị cài cũng được. Có gì đó chị cài. Khoảng 400 MB ha, 400 MB. Nửa ghi đi, để cho thoải mái nửa ghi đi. Anh chị mua cái ổ ít không cần ít đem, anh chị mua USB, USB hiện giờ nó 64 GB rồi. USB anh chị mua 64 GB mấy trăm ngàn. Là sao gửi báo cáo, tôi có nói gửi báo cáo gì đâu. Lắp 3 bị lỗi là sao? Nạp xếp nữa. Can nó ghi nạp xếp này contact feature. Này lộn lộn link anh chị ơi, này lộn link á. Anh chị xem là cái link coi này là 23 24 là lộn không? Ủa này lộn ta. Cái anh chị làm lại sửa thử lại đi, sao mà không, tôi đâu có khóa đâu. Tôi đâu có khóa đâu. Để coi. Classroom. GitHub.com. Có thể là cái thằng Git nó bị lỗi, cái thằng GitHub nó bị lỗi lâu lâu, mấy hôm nay nhưng nó bị chết mấy lần đó. Gửi báo cáo cho cả bốn lớp đó. Cái phần trên Classroom là tôi gửi anh chị là bốn bài thực hành, thì anh chị đến cái hạn đó anh chị phải submit cho cái bài báo cáo gồm bốn bài đó luôn, bốn cái bài lab luôn, chị hiểu không ạ? Anh chị làm bốn bài lab và chụp hình cho từng cái bài tập trong từng bài lab đó, chụp kết quả, đừng chụp hình code ha, chụp hình kết quả anh chị chạy trên trình duyệt. Và mỗi cái bài thì có thể là anh chị chụp ba bốn cái hình gì đó tùy vào cái bài yêu cầu chỗ nào đó hay làm thế nào. Đây. Git thì hôm nay nó bị một số cái vấn đề, GitHub đó, nó bị một số cái lỗi ha, nó bị chết rất mấy một số lần đó, mấy lần đó. Thì anh chị có thể là đợi mai mốt thì anh chị nhận được được ha, để là anh chị mai mốt anh chị thử lại cái việc nhận code này nè, chứ tôi không có khóa gì hết trơn ha, những bạn anh chị gặp. Lắp 3, lắp 4 đều có. Thì có nghĩa là nó lỗi thì nó lỗi, thì có những cái lắp nó có lỗi, lúc đó lắp không có lỗi thì nó đâu có được đâu. Nên chị có thể nhận lại á, chứ đâu có khóa gì đâu, bài 4 chị nhận được, bài 3 chị phải nhận được, đâu có khóa gì đâu. Nên tôi đâu có mỗi cái bài nó chị mà. Thì bài nào bị accept lỗi thì anh chị accept sao á, mai mốt chị thử lại. Đấy. Tại vì GitHub hôm nay nó bị lỗi rất nhiều á. À, nó bị lỗi. Thì nó bị lỗi thì người vô được cái này, người vô được không có được cái kia đó, bởi vì nó bị có vấn đề mà. À, thì nó chưa ổn định mà. Đó thì anh chị phải accept sao á. Này lớp 1. Lab 3 tự viết trang đăng nhập, thì mỗi cái bài lab nó đều có yêu cầu, anh chị đọc yêu cầu chưa làm gì đó. Cái yêu cầu đa phần yêu cầu là đã hướng dẫn anh chị làm hết trơn hả? Có cái phần có số cái bài thì anh chị còn phải làm tự làm thôi. Đấy. Yêu cầu là gì nè? Nội dung thực hành là gì rồi? Đấy, hướng dẫn anh chị chú ý từng bước từng bước từng bước luôn nè. Đấy. Như này là bài tập có hướng dẫn. Đấy. Rồi có cái bài tập cuối cùng, có bài tập mà không hướng dẫn nên bài tập tự làm. Anh chị đâu là thỉnh thoảng chị lên nhận mấy lớp 3 này, anh chị nhận lớp 3 rồi chị accept nữa này. Tôi không có khóa gì hết trơn á, câu trả lời tôi không có khóa gì hết. Chị có thể thử một hai ngày khác. Rồi, có câu hỏi nào đó không ạ? Có vấn đề nào đó không ạ?
Vậy ok anh chị. À, nhắc lại thì anh chị nào nhận có thông được thì anh chị có thể là nhận vào những thời điểm khác trong ngày thử ha. Để là nhận lâu lâu ta nhận lại cái có được không? Tôi chỉ tôi không có khóa gì hết. Các anh chị vẫn submit code làm code bình thường hết là tôi thấy trong cái lịch sử này vẫn có nhiều anh chị submit code bình thường nè. Đấy. À, vẫn có anh chị mới tạo được nó vào lớp 4. Cái bài tập thì anh chị làm theo hướng dẫn nha. Cái bài tập là giống như cái tutorial thôi. Đấy. Anh chị làm, đọc làm để anh chị quen thao ta mà anh chị hiểu vấn đề thôi. Mấy dạng cái bài tập tôi gửi anh chị là bài tập dạng tutorial ha. Đấy. Anh chị làm theo hướng dẫn thôi. Anh chị làm khác cũng được á, nhắc lại anh chị làm khác được, tôi mỗi bài tập nó đều phát biểu yêu cầu á. Anh chị làm sao cũng được, anh chị làm theo cách của anh chị cũng được á. Cái tại vì có hướng dẫn thì hướng dẫn cái cách làm gì thôi, anh chị muốn làm sao anh nào được không? Miễn sao đáp ứng được yêu cầu là được ha. Được không? Tự nhiên anh chị có thể tự do ha. Chỗ nào anh chị không thấy thích hay là anh chị muốn sửa lại có nhiều chức năng hơn thì cũng được anh chị, tùy chị. Đấy, cái đó chỉ là cái code ví dụ thôi. Rồi còn vấn đề trục trặc gì anh chị làm trong quá trình làm chị có vấn đề gì không mà ta giải quyết luôn á, còn thời gian xíu là ta bài thực hành á chị có vấn đề gì nữa không cần trao đổi không? Rồi ok, nếu không có gì chắc hôm nay thôi tới đây đó anh chị. Đúng không ạ? Rồi kết thúc tại đây. Rồi tuần sau tôi tiếp tục ha. Đúng không ạ? Chào anh chị ha.